tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 121, ta còn nửa viên ích cốc đan, người có muốn dùng không? Tô thị A thập lục nghiêng đầu sang chỗ khác, ngựa ngùng không biết nhìn tống thư hàng thế nào. Xem ra, cô ấy không chuẩn bị đồ ăn nước uống. Cầu người không bằng cầu mình, tống thư hàng bắt đầu tìm kiếm. Một bình dược còn sáu viên khí huyết đan, một viên thuốc tanh, vài lá bảo phù, vé mời, di động. Nhưng mấy thứ này không thể lấy ra để ăn trừ bữa, khí huyết đan không giúp lấp đầy cảm giác đói khát. a à, đây là, Tống Thư Hàng lấy ra viên đan dược cuối cùng. Là viên ít cốc đan từng được dùng, mấy hôm trước, dược sư tiền bối tiện tay đưa hắn, coi như là bữa trưa, nhưng hắn mới dùng một lần, vẫn còn giữ đến giờ. May mà mấy hôm nay mình không thuận miệng ăn mất nó. Tống Thư Hàng nhét viên ít cốc hoàn vào miệng với vẻ mặt thỏa mãn, miệng dậy lên từng vị đồ ăn ngon lành. Cảm giác đói khát trong bụng cũng tan thành mây khói. Khi đã cảm nhận được bụng mình no rồi, Tống Thư Hàng lấy ít cốc hoàn ra, cẩn thận lau sạch phần nước miếng bám trên đó. Giữ thứ này lại, không biết chừng sau này lại cứu cả mạng sống ấy chứ, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Ọt ọt, tiếng bụng kêu phải không nhỉ? Ơ, ờ, bụng mình no rồi mà, sao vẫn kêu ọt ọt thế này? Chẳng nhẽ viên ít cốc hoàn này quá đắt rồi? Tống Thư Hàng sờ bụng mình với vẻ nghi hoặc, đúng là ăn no rồi này đâu có vấn đề gì đâu. Ọt ọt, lại là tiếng ọt ọt không ngừng. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía cái cô A thập lục của Tô Thị, cái người mang danh là ít cốc rồi. Cô nương A thập lục lại quay ngoắt đầu sang chỗ khác, mặt đỏ bừng. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi thử chia viên ít cốc đan trong tay ra, hỏi. Nếu ngươi không chê, thì có muốn ngậm thử không? Không cần, ta ích, tiếng ọt ọt cắt ngang câu nói của A thập lục. Một lúc sau, A thập lục mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh giới của ngươi và ta khác nhau, nửa viên ích cốc hoàn này chỉ giúp ta giảm bớt cảm giác đói đi thôi. Thế ngươi nuốt đi, Tống Thư Hàng nói, chứ nếu bụng cô ấy cứ rền rĩ không ngừng, hắn sẽ thấy bứt rứt không yên. Audio điện tử võ tấn bền A thập lục đón lấy viên ích cốc đan, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo. Đợi đến khi qua được tình cảnh nguy hiểm này, ta sẽ đền đáp ngươi cả trăm viên x cốc hoàn. Được rồi, được rồi, Tống Thư Hàng đáp lại tùy tiện như trả lời đối phó với một đứa trẻ. A thập lục hít một hơi thật sâu, rồi nuốt thẳng viên x cốc hoàn vào miệng như nuốt thuốc. Có nửa viên x cốc hoàn lót dạ, bụng cô không còn hát thần khúc ọt ọt nữa. Phía bên kia, Tống Thư Hàng lấy di động ra, mở phần mềm nói chuyện, định lên nhóm cửu châu số một xem sao nếu tính thời gian, thì chắc tiền bối A thất của tô thị cũng đã tới đây rồi cũng tiện để gửi cầu cứu qua cho tiền bối. Nhưng vừa mở ra, hắn mới thấy di động không có chút tín hiệu nào. Hở, sao lại không có tín hiệu thế này? Tống Thư Hàng thắc mắc. đương nhiên là không tín hiệu. Nếu không chắn mọi đường tin tức thì nơi này rất dễ bị phát hiện. Thế thì còn gì là mật thất nữa? A à, Thập Lục đáp. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn màn hình điện thoại của Tống Thư Hàng. Sau đó, trong đống danh sách, cô nhìn thấy cái nhóm chat quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên. Nhóm Cửu Châu số 1. Hở, ngươi không biết sao, mấy bữa nay ngươi không để ý tới nhóm chat à?" Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. "Ta vừa bỏ nhà đi, nếu online phần mềm nói chuyện thì sẽ để lộ vị trí của mình, đến di động ta cũng không mang theo, nếu để A Thất tìm được thì rắc rối lắm." A Thập Lục đáp lại với vẻ rất đương nhiên. "Không, dù cô không online thì A Thất vẫn tìm được cô." Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng, giờ chắc A Thất tiền bối đã trên đường tới khu Giang Nam rồi do điện thoại không có tín hiệu, nên Tống Thư Hàng đành lặng lẽ tắt di động. Hắn không định nói cho A Thập Lục biết rằng A Thất Tiền Bối đã chạy qua Giang Nam tìm cô, A Thập Lục nên mau chóng được đưa về nhà cho an toàn. Người đoán được thân phận của ta rồi đúng không? Có phải A Thất báo tin này trong nhóm, rồi nhờ mọi người giúp tìm ta đúng không? A Thập Lục đột nhiên cất tiếng hỏi, nếu cậu thanh niên này là thành viên mới của nhóm Cửu Châu số 1, thì rất có thể cậu ta đã đoán được thân phận của mình mà Tống Thư Hàng đưa ra, đang phân vân là không biết có nên nói dối một câu thiện trí để che giấu chuyện này không. Đừng có phủ nhận, ngươi chẳng hợp với việc nói dối đâu, vẻ mặt của ngươi đã nói hết đáp án cho ta rồi. A à thập lục thở dài. Cô nương à, cô có phải chịu nhã nhã đâu, đừng có tùy tiện nhận đáp án từ vẻ mặt của người khác chứ. Chuyện đấy thất lễ lắm ấy, làm cho tôi cảm thấy mình chẳng là cái đinh gì hết. Ngươi sẽ nói tin ta ở đây cho A à thất biết sao. A Thập Lục vòng tay ôm đầu gối, hỏi nhỏ: "Chắc là sẽ nói, cái thứ người tốt quá thể đáng như ngươi, chắc chắn sẽ nói cho A Thất." A Thập Lục tự hỏi tự trả lời: "Cô nói hết những lời tôi muốn nói rồi, giờ tôi nói gì được chứ?" Đôi bên bỗng nhiên rơi vào yên lặng, mãi lâu sau chẳng nói gì. Cuối cùng, Tống thư hàng là người chủ động phá vỡ bầu không khí ấy. "Ngươi trốn từ Tô thị bản tộc đúng không?" chẳng phải cái vết thương ấy của ngươi sẽ được điều trị chu đáo ở tô thị bản tộc sao? Hắn nhớ rõ, lúc độ thiên kiếp thất bại, tô thị A thất từng nói trong nhóm là, A thập lục chỉ bị thương nhẹ thôi, về tô thị bản tộc là được chữa khỏi. Nếu đã vậy, thì A thập lục còn trốn đi làm gì? Hơn nữa, lại còn phải thường xuyên đến viện để tiêm thuốc giảm đau. Bởi vì, ta sắp chết, chắc tầm hơn 20 ngày nữa thôi, ta sẽ chết. A thập lục bình tĩnh đáp, cô ôm chặt đầu gối, các phương pháp mà tô thị bản tộc đã ghi chép không chữa được vết thương của ta, a à thất cũng không chữa được vết thương trên người ta không chỉ do thiên kiếp mà còn bởi công pháp tự thân ta tu luyện có chút sai lầm. Lần thiên kiếp ấy chỉ khơi dậy những vết thương từng chôn sâu trong người thôi. Đừng nói cái chuyện này nữa, ta ghét đề tài này lắm. A thập lục đột nhiên ngừng kể, cô nhìn về phía tống thư hàng. Tên của ta chắc người cũng biết rồi nhỉ? Ta là tô thị a thập lục, vừa là tên cũng vừa là đạo hiệu. Người thì sao? Ngươi chưa tự giới thiệu với ta đâu. Tống thư hàng. Đạo hiệu thì sao? A à thập lục hỏi dò. Đạo hiệu, tạm thời chưa có, để mấy ngày sau nghĩ xem." Tống thư hàng thở dài, đây cũng là việc cần mau chóng đăng lên nhật báo, nếu không đợi đến khi các tiền bối đều đinh ninh rằng đạo hiệu của hắn là, thư sơn áp lực đại thì muốn cho họ sửa miệng cũng khó. Tự nghĩ sao, ngươi là đệ tử của vị tiền bối này trong nhóm, sư phụ của ngươi không ban thưởng đạo hiệu cho ngươi sao? Ta thập lục thắc mắc, nếu nhận đệ tử trong môn hạ, thì đều thưởng đạo hiệu chứ nhỉ. Hơn nữa, còn giới thiệu và nhóm cửu châu số 1, thì hiển nhiên vị tiền bối ấy rất xem trọng cậu đệ tử này, thế thì làm sao có thể không ban đạo hiệu được. Chuyện đó, quá trình tham gia nhóm cửu châu số 1 của ta có chút. Trùng hợp, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu kể lại cho A Thập Lục nghe quá trình mình vào nhóm chat. Tống Thư Hàng lẳng lặng kể, A Thập Lục ôm đầu gối yên lặng nghe. Đại khái là thế, Tống thư hàng nhún vai bảo: "Ngươi tự lựa chọn con đường làm tu sĩ sao?" A thập lục thoáng ngẩng đầu nhìn Tống thư hàng, chẳng nhẽ ngươi không biết rằng, trở thành tu sĩ là việc vô cùng nguy hiểm sao? "Giống như ta gặp phải thiên kiên, còn có rất nhiều rất nhiều, vô số những nguy hiểm khác mà chẳng thể liệt kê nổi." "Biết chứ, trước lúc quyết định trở thành tu sĩ, ta có biết chuyện ngươi độ thiên kiếp. Thậm chí, ta còn tận mắt chứng kiến từng trận từng trận xét của thiên kiếp." Tống Thư Hàng thản nhiên đáp lại. Vậy sao người còn chọn con đường tu sĩ? A à thập lục trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Vì sao hả? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, đáp chắc tại ta không chấp nhận được việc trải qua một cuộc đời tầm thường đi. Trước khi trở thành tu sĩ, việc duy nhất khiến ta cảm thấy vui chính là giúp đỡ người khác trong tầm khả năng của mình. Nếu không vào nhóm cửu châu số một, chắc ta sẽ trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng đấy không phải là cuộc đời mà ta muốn. Ta không có dã tâm gì, nhưng ta thích một cuộc đời khoáng đạt, nhiệt huyết, ầm ầm như sóng vỗ. Dù có phải đối mặt với từng trận lôi kiếp khủng khiếp, dù có phải đối mặt với những gian nguy từ tà tu, ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của mình. Tống Thư Hàng cảm thấy mình không thể kiếm được ngôn từ nào thích hợp để miêu tả tâm tình của mình lúc này, điều hắn muốn nói chỉ có một, chọn con đường tu sĩ, là sự lựa chọn hắn không hề thấy hối hận. A thập lục chớp chớp mắt. Bỗng nhiên thấy người chuyển qua phong cách hào hùng nó cứ quái quái thế nào, nhưng mà... Rất thú vị, chuẩn bị chút đi, chúng ta cần ra ngoài. chương 122, dấu vết từ phi kiếm. Tống Thư Hàng và A Thập Lục cùng rời khỏi mật thất. Tô Thị A Thập Lục đi trước, Tống Thư Hàng theo sau, cả hai tiến vào phòng khách. Trên ghế lông ông chú của tiên nông tông mở mắt, nhìn cả hai rồi lạnh lùng bảo rốt cuộc các người cũng chịu đi ra, lão phu biết mà, các người chưa từng khỏi khỏi căn phòng này. Hắn đoán cả hai trốn ở một chỗ nào đó, nếu không phải việc đập phá tòa nhà dễ khiến người thường chú ý đến, thì hắn đã đập nơi này từ lâu rồi. Người không nên ở đây, Tô Thị A thập lục cất giọng lành lạnh, thản nhiên bảo. Đừng nói bừa nữa, sao ta lại không nên ở đây? Ông chú của tiên nông tông đứng dậy, giống lên một cách đầy giận dữ. Cùng lúc đó, Xương cốt của hắn kêu lên răng rắc, hai tay siết thành quyền, từng ngón tay đều cuồn cuộn chân khí, sắc bén như đao. Tô thị A thập lục tỏ vẻ bình tĩnh, cô chậm rãi nâng tay phải lên, dùng trưởng thay đao. "Ra tay đi." So với ông chú của Tiên nông tông thì vóc dáng cô quá nhỏ nhắn, thoạt trông yếu đuối hơn hẳn. Nhưng khi cô giơ cao tay phải lên, một luồng bá khí tỏa ra từ cơ thể cô. Bàn tay trắng nõn ấy như hóa thành thần binh. Luồng ánh đao rực rỡ khiến người ta chói mắt chợt sáng lên. Ông chú của tiên nông tông bị khí thế của cô áp đảo, hắn giận dữ gầm lên một tiếng rồi nhảy vút lên như chim ưng oai hùng xoải cánh, định ra chiêu trước để xóa tan cảm giác áp bách từ a thập lục. Trong trận chiến của những võ giả tầm thường, điều kiêng kỵ nhất là đặt mình ở nơi không có gì bấu víu như trên không. Nhưng đòn tấn công của ông chú này lại đi ngược lại với nguyên lý đó, thân hình lơ lửng trên không, thủ chảo không ngừng được tung ra hóa thành tầng tầng lớp lớp chảo ảnh, quặp xuống đầu A thập lục. Tô thị A thập lục không bày ra chiêu thức gì hoa mỹ, cô dùng tay làm đao, chém thẳng về phía tầng tầng lớp lớp chảo ảnh. Trong một thoáng, ánh đao lóe lên, đao thế cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà gầm rú. Dù chảo công của ông chú này sắc bén bất phàm, nhưng trong trường hợp ấy, lực chảo của một người khó mà đối phó được với nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn. Choang! Chảo ảnh trùng trùng bị đao chém nát, hai tay của ông chú nọ nát bươm bê bết máu thân hình hắn bị hất văng đánh dạp mọi đồ gia dụng trên đường đi rồi rơi bịch xuống đất tam phẩm hậu thiên không phải cái cấp bậc chân khí nhị phẩm có thể sánh nổi dù là một hậu thiên bị trọng thương thì chỉ cần vẫn có thể tấn công được thì có thể dùng một trưởng để đánh bại chân sư nhị phẩm sau khi chém ra một đao kia sắc mặt của tô thị a thập lục bỗng tái mét hơi thở rồn rập ông chú của tiên nông tông bò lồm cồm dậy hai tay run rẩy máu chảy cuồn cuộn đao vừa rồi ta đã dơ cao đánh khẽ ba ngày sau ta sẽ bảo tô thị a thất qua đây để làm rõ mọi chuyện với tiên nông tông của các ngươi chấm dứt nhân quả với các ngươi trước đó ngươi phải tự mình lo liệu ngươi đi đi tạm thời ta không lấy mạng của ngươi tô thị a thập lục trầm giọng nói không đời nào chỉ cần ta không chết thì nhất quyết sẽ không rời đi ánh mắt của ông chú trung niên trở nên dữ tợn dù có phải hy sinh cả mạng sống thì ta nhất định phải bắt được ngươi về hơn nữa sau khi chém một đao kia ngươi còn bao nhiêu chân khí chứ tô thị a thập lục trao mày nói với điệu không còn kiên nhẫn vậy thì ngươi chết đi cô rất phiền cái hạng bảo thủ lúc nào cũng nghĩ mình là đúng này đôi bàn tay trắng ngần lại nâng lên ánh đao lóe ra cho rằng cô cũng tốt đến ngu xuẩn như cái cậu tống thư hàng phía sau đây hả nếu muốn tự tìm đến cái chết thì cô sẽ chiều. Gầm, ông chú của tiên nông tông lao đến, hai chân quấn chặt chân khí, cơ thể xoay tròn như mũi rùi, vọt thẳng về phía tô thị A thập lục. Dầm, đôi bên lại đụng độ, không khí nổ tung tạo ra một tiếng động kinh thiên động địa. À, 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 bây giờ, ông chú trung niên bỗng kêu lên thảm thiết, sau đó, cơ thể hắn vẽ ra một đường parabon quỷ dị, rơi xuống ban công ở phía ngoài. Dầm một vài vật trang trí ngoài ban công bị đè nát. Ngay sau đó, ông Trí lết cơ thể trọng thương, nhảy khỏi ban công, còn quăng lại một câu. Người chờ đó, con cháu Tô Thị, ta còn sẽ trở về. Nói rồi, hắn không thèm quay đầu lại, cứ thế trốn biệt. Chạy rồi, chạy như vậy ư. Rõ ràng ban nãy còn hào hùng lắm, thà chết chứ không lui. Vậy mà giờ, chỉ bỏ lại một câu như thế rồi chạy mất. Giỏi quá, Tống Thư Hàng thầm than trận chiến ban nãy của ông chú và A Thập Lục, hắn không tài nào thấy rõ động tác của đôi bên. Tốc độ ấy, về mặt lý thuyết, đã vượt cả giới hạn của cơ thể. Đao quang trên tay A Thập Lục vẫn còn lập lòe, lúc này đây, vẻ mặt cô cũng tràn sự nghi hoặc. Lần tấn công này, ánh đao của cô chỉ sượt qua hai chân của ông chú nọ, mà ông chú ấy đã tự kích nổ chân khí của mình để tạo ra tiếng vang cực lớn. Sau đó liền la lên thảm thiết như một diễn viên chuyên nghiệp và rút lui rồi biến mất dạng từ bên ban công. chẳng nhẽ hắn ta cố tình bày trò, cố tình gồng lên cho có rồi nhân cơ hội để chạy trốn. hay là còn có bẫy ngầm gì đây? người biết phương pháp trinh sát bằng tinh thần lực không? ta thập lục ghé lại gần tống thư hàng, dùng âm vực rất nhỏ, nhỏ tới độ chỉ hai người mới nghe được để hỏi. nếu có thể thì mấy cái ý pháp kiểu truyền âm nhập mật sẽ phù hợp hơn. nhưng trạng thái hiện tại của cô không ổn lắm, chỉ dám đứng vững thôi mà cũng mệt lắm rồi. Hiện tại, đến việc dùng tinh thần lực để trinh sát mà cô cũng không làm nổi, nói chi đến truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, rồi lan tỏa tinh thần lực, dùng pháp môn trinh sát để phóng tinh thần lực ra bốn phía. Sau khi trinh sát, không thấy chung quanh có điểm gì bất thường. Nhưng, trong lòng Tống Thư Hàng lại dậy lên cảm giác bất an, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, hắn không thể dễ dàng cho qua. Tống Thư Hàng cho mày, lại luân phiên dùng pháp môn trinh sát và cảnh giác một lần nữa. Nhưng lần này vẫn chẳng phát hiện được bất cứ điều gì. Tinh thần lực của hắn còn yếu, phạm vi trinh sát cũng hữu hạn. Chính vì thế, mà hắn lại càng thấy bất an. Có gì bất thường không? A à Thập Lục hỏi nhỏ. Ta không nhận thấy điều gì, nhưng Tống Thư Hàng đang nói đến một nửa thì chợt lóe ra một ý. Hắn thay đổi cách lưu truyền tinh thần lực, dùng một loại tinh thần bí pháp khác. Lạc Ấn cảm ứng pháp đây là tinh thần bí pháp mà đệ tử của thông huyền đại sư, tam nhật sư huynh gửi cho hắn qua mạng, có thể dùng nó để cảm ứng cây phi kiếm bị cướp mất của thông huyền đại sư. Lạc ấn cảm ứng pháp vừa được sử dụng, Tống Thư Hàng liền thấy dấu vết của mục tiêu. Ở tầng 3 của tòa nhà này, có một bóng dáng non giống dân thường đang đi lên. Bóng dáng ấy khiêng trên lưng một cái hộp đựng guitar, bên trong chính là cây phi kiếm bị cướp mất của thông huyền đại sư. Bóng dáng đó lần lượt đi lên từng tầng, từng tầng một, không nhanh cũng không chậm, không để lộ chút sơ hở nào. Trên người kẻ này hiển nhiên là có dùng pháp thuật hoặc vật phẩm nào giúp che giấu khí tức. Nếu không có phi kiếm, chắc Tống Thư Hàng không thể phát hiện được người này. Là đồng lõa của ông chú thuộc tiên nông tông sao? Hay là xe sẻ sau lưng bọ ngừa? Phát hiện ra điều gì? A thập lục ngồi trên ghế sa lông, cố gắng khôi phục lượng chân khí mình vừa sử dụng. Có người tới, Tống Thư Hàng nói nhỏ, đang tiến lại gần chúng ta, người còn ra tay được nữa không? Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở khóa. Hiện cả hai không ở trong mật thất, sóng di động không bị chắn, nếu giờ không mau chóng xin viện binh thì còn đợi đến khi nào? Hắn vội vàng nhắn cho bác Hà Tiền Bối, miêu tả ngắn ngọn tình huống hiện tại của mình và nơi mình đang ở, nhà bác Hà Tiền Bối mau liên hệ với Tô Thị A Thất để đề phòng bất chắc. Do vết thương trong cơ thể, nên chân khí của ta không thể hồi phục nhanh chóng. A à thập lục cười khổ. Vậy, cần ta vào trong nhóm chat hỏi các tiền bối cách viết di si thư không? Tống thư hàng tắt di động, cười ha hả bảo. Trong lúc nói chuyện, tâm trí của tống thư hàng hiện lên biết bao dòng suy nghĩ. Người đàn ông khiêng phi kiếm đang lặng lẽ tiếp cận họ, chính là đại sư huynh của Nguyệt Đao Tông. Vị này chính là tên đệ tử nội môn của Nguyệt Đao Tông từng cướp, vô hình thần kiếm của cậu sư đệ khốn khổ. Cậu sư đệ khốn khổ ấy, đang bị nổ mất hai chân, hiện vẫn bị tư mã giang giam giữ. Cái gã ở tiên nông tông và con cháu Tô Thị đã đối đầu và đánh nhau rồi. Cơ hội đến rồi, đại sư huynh của Nguyệt Đao Tông nở nụ cười đắc chí như thể mọi chuyện đã trong tầm hay, hắn chậm rãi tiến về nơi Tống Thư Hàng và A Thập Lục đang đứng. chương 123, khẩu lệnh, thông huyền phương trượng đẹp trai nhất. Vị đại sư huynh của Nguyệt Đao Tông này nhận được tư liệu về con cháu Tô Thị từ tay cao tầng trong tông môn. Tô Thị A Thập Lục, tu sĩ tam phẩm, độ thiên kiếp thất bại, hiện đang trọng thương. Đợi lâu thế rồi, cái gã bên tiên nông tông rốt cục cũng tiếp xúc với Tô Thị A thập lục. Đã đến lúc để hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đại sư huynh Nguyệt Đao Tông sờ sờ hộp đàn guitar, có cây, vô hình thần kiếm, mới cướp được, lại thêm bảo phù tông môn cho, nhiệm vụ ám sát Tô Thị A thập lục dễ như trở bàn tay, kết cục đã định rồi. Chẳng mấy chốc, hắn đã tới tầng 19 của tòa nhà ân đức không hề tỏ ra lén lút hay né tránh, hắn cứ y như một người qua đường rất đối bình thường, bình tĩnh mà đi về phía gian phòng nơi Tô Thị A Thập Lục đang ở. Dọc theo hành lang dài rằng rặc, Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông vừa đi vừa gỡ hộp đựng guitar trên lưng xuống. Chiếc hộp được mở ra, để lộ một chiếc guitar cỗ mềm và một cây vô hình thần kiếm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy vô hình thần kiếm, đóng chặt hộp đựng guitar lại rồi khiêng nó lên lưng. Hắn ngẩng đầu lên, điều chỉnh hô hấp chân khí trong đan điền bắt đầu trào lên, từ từ ngưng tụ ở phần chân. Vậy là khi đã tiếp cận mục tiêu, hắn chỉ cần đâm ra một kiếm cực mạnh. Cộp cộp cộp, bấy giờ, từ đằng trước vang lên tiếng bước chân rồn rập. Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía đối diện có một người thanh niên đang ôm trong lòng một thùng bìa rất lớn, đi về phía hắn. Thùng bìa nọ quá lớn, thành thử đã chặn nửa khuôn mặt của người thanh niên. Là người thường, từ người này không có khí thức của tu sĩ, là thanh viên nào sống ở tòa nhà này à? Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông giữ vững tinh thần cảnh giác, hắn đứng dịch sang một bên. Mục tiêu của hắn chỉ có một, Tô Thị A thập lục, giờ không phải lúc làm loạn. Cậu thanh niên bê thùng bìa đia sượt qua người hắn. Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông tiếp tục giữ vững tinh thần cảnh giác, hắn từ từ đi tới gần căn phòng có Tô Thị A thập lục. Khi mới đi được chừng 5, 6 mét, thì cậu thanh niên sau lưng bỗng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cậu đặt thùng các tông trên tay xuống sàn. Đại sư Huynh Nguyệt Đao tông chỉ thoáng ngừng một chút, rồi chẳng thèm để ý đến cậu thanh niên kia nữa, bởi hắn đã tìm được mục tiêu, Tô thị A thập lục mặt mày tái nhợt, đang ngồi trên sa lông để hồi phục chân khí. A thập lục không hề cảnh giác. Đúng là cơ hội trời ban. Hai mắt của đại sư Huynh Nguyệt Đao tông sáng rực lên, hắn siết chặt cây vô hình thần kiếm, quẳng hộp đựng guitar sang một bên. Tỏa ra sát khí chân khí vốn vẫn ngừng tụ dưới chân chợt bùng nổ, cơ thể hắn lao thẳng về trước, đâm một nhát kiếm kinh thiên động địa, cướp lấy tính mạng của Tô Thị A thập lục. Nhưng, hắn không thấy rằng, cậu thanh niên dọn thùng phía sau, đang bắt một bộ thủ ấn vô cùng phức tạp, đồng thời, miệng hắn còn niệm khẩu quyết. Ngay thời khắc đại sư huynh Nguyệt Đao Tông chuẩn bị lao lên, cậu thanh niên kia bỗng hét lớn một tiếng. Thông huyền phương trượng đẹp trai nhất, sóng hô đinh tai nhức óc. Cái quỷ gì thế, nỗi thắc mắc dậy lên trong tâm trí đại sư huynh nguyệt đao tông theo bản năng. Ngay lúc này, cây vô hình thần kiếm đột nhiên nổ ra kiếm quang màu vàng kim. Rồi sau đó, thân kiếm rung lên điên cuồng. Một luồng sức mạnh mãnh liệt truyền đến từ thân kiếm, thần kiếm, sống, lại, muốn thoát khỏi tay hắn. Bị thứ sức mạnh đột ngột xuất hiện này kéo một nhịp, đại sư huynh nguyệt đao tông suýt chút nữa thì ngã rúi xuống đất. Hắn vội vàng sử dụng chân khí ngưng tụ dưới chân để đứng vững lại nhận thấy có điều khác thường hắn liền buông tay mặc kệ cây thần kiếm trong tay bay mất đồng thời hắn nhanh chóng quay lại nhìn phía sau nhìn cậu thanh niên vừa đi sượt qua người mình ban nãy ban nãy chính vì cái tiếng hô của cậu thanh niên này mà vô hình thần kiếm mới trở nên bất thường như thế ngoái đầu nhìn lại thứ trông thấy khiến hắn sợ đến hồn vía lên mây bấy giờ một bàn tay của cậu thanh niên kia đè chặt trước ngực bắt ngực kiếm thủ ấn tay kia chỉ thành dáng kiếm khẽ vẽ vòng chung quanh hắn một cái. Chảm, trên không chung, vẫn không thể nhìn thấy thực thể của vô hình thần kiếm, chỉ thấy được kiếm quang vàng kim quấn quanh thân kiếm. Kiếm quang lóng lánh, lại nhanh như chớp, nó chém một đòn mạnh mẽ về phía đại sư huynh Nguyệt Đao Tông. Ngự kiếm thuật, tu sĩ tứ phẩm, đại sư huynh Nguyệt Đao Tông bóng hô lớn. Chỉ có tu sĩ tứ phẩm mới có thể ngưng tụ chân khí thành chân nguyên, rồi ngự sử phi kiếm, ngự kiếm hành không cậu thanh niên non có vẻ tầm thường này lại là tiền bối tu sĩ tứ phẩm. Điều quan trọng hơn là, cây phi kiếm trong tay mình, vốn thuộc về vị tiền bối này sao? Tên sư đệ ngu xuẩn kia hại ta rồi. Bao ý nghĩ phức tạp như thế, hưng chỉ lóe lên trong đầu đại sư huynh Nguyệt Đao Tông trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ngay sau đó, cây kiếm sắt bị nhận lầm thành vô hình tiểu kiếm đâm mạnh vào ngực hắn. Không thể né, cũng không thể đỡ bởi tốc độ của phi kiếm này quá nhanh tiếng chảm vừa buông khỏi miệng tống thư hàng cây phi kiếm đã đâm được mục tiêu máu tươi bắn ra vẩy tung tóe cây kiếm màu đen đâm một nửa vào cơ thể hắn mới một kiếm đã đâm gãy toàn bộ xương sườn của đại sư huynh nguyệt đao tông khiến nội tạng bị thương cơ thể của tu sĩ chính nhị phẩm không đỡ nổi sự sắc bén của phi kiếm đại sư huynh nguyệt đao tông ngã ầm ầm xuống đất hắn kêu lên thê thiết tiền bối tha mạng ta sai, tiền bối, xin tha cho ta một mạng. Sắc mặt Tống Thư Hàng vô cùng bình tĩnh, hắn chẳng thèm để tâm đến tiếng kêu rên của đối phương. Thực lực của kẻ này hơn hắn quá nhiều, chẳng hề kém đàn chủ, Tống Thư Hàng không thể không cẩn thận. Ngựa kiếm ấn ở tay trái của hắn vẫn duy trì mối liên hệ với hắc thiết phi kiếm, tay phải chỉ dáng kiếm, vung lên bốn lần. Cây hắc thiết phi kiếm bay từ miệng vết thương của Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông ra, máu vẩy tung lên. Sau đó, phi kiếm chém liên tục bốn nhát, chém đứt tứ chi của mục tiêu. a a a a đại sư huynh Nguyệt Đao Tông không ngừng thét lên thảm thiết, hắn bất lực để cơ thể bị gọt thành hình trụ, chẳng thể chống lại. Hồi, từ phía xa xa, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng, cây kiếm sắt nhẹ nhàng bay lên một cái rồi lùi về trước mặt hắn, bay vững vàng trên không trung. Tống Thư Hàng vươn tay, cây kiếm sắt liền rơi nhẹ vào tay hắn. Ngự kiếm thuật bản tạm thời, Sản phẩm cải tiến của thông huyền đại sư sau một lần thí nghiệm thất bại Tống thư hàng đi sượt qua đại sư huynh nguyệt đao tông là để kiểm chứng xem Trên hắc thiết phi kiếm có trận pháp, ngự kiếm thuật bản tạm thời mà thông huyền đại sư để lại không Nếu không có, hắn sẽ dùng hai lá kiếm phù cuối cùng Với hai lá kiếm phù, hắn không chắc chắn liệu mình có hạ gục được đối phương hay không Khi ấy, một đàn chủ đang trúng độc mà cần tới ba lá kiếm phù cơ mà May rằng trên cây kiếm sắt này có cái công năng, ngự kiếm tạm thời, ấy. Còn cái câu, thông huyền phương trượng đẹp trai nhất, kia, là khẩu lệnh để mở ngự kiếm thuật tạm thời. Cái khẩu lệnh mất mặt như thế, không ngờ lại được đẻ ra từ một người tự tu luyện bế khẩu thiện như thông huyền đại sư. Có lẽ, do bế khẩu lâu quá, nên đại sư mới lầy lội như thế. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cây kiếm sắt, linh lực thông huyền đại sư để lại trên cây kiếm đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể sử dụng ngự kiếm thuật nữa. Tống Thư Hàng nhớ lại cái cảm giác tuyệt vời khi được ngự kiếm ban nãy. Cách kích quy ngàn dặm mà vẫn lấy được thủ cấp của đối thủ, cái sự ấy quá đỗi tuyệt vời, không lời nào có thể diễn tả nổi. Lòng hắn chợt dậy lên nỗi khát vọng vô cùng. Tu sĩ tứ phẩm, ngự kiếm thuật. Được trải nghiệm, ngự kiếm thuật bản tạm thời, chẳng khác nào được xem trailer một bộ phim bom tấn vậy, xem xong rồi thì lòng tò mò vô cùng, chỉ hận không thể xem trọn bộ ngay tức khác. Giờ, Tống Thư Hàng chỉ hận không thể biến thành tu sĩ tứ phẩm ngay lập tức, để có thể ngự phi kiếm, dẫm lên kiếm quang để phi hành. Trong phòng, Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, gương mặt tái nhợt đã có chút hồng hào trở lại. Cô đi tới trước Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông, hỏi. Nói đi, ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta? Luồng sát ý ban nãy, cô cảm nhận được rất rõ. Vốn tưởng rằng kẻ này cùng một ruột với ông chú ở tiên nông tông, nhưng giờ xem ra, có vẻ không phải vậy. Người bên Tiên Nông Tông muốn bắt sống cô để đòi lại phải trái. Chương 124: Manh mối có giá trị. Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông cười thê thảm, hắn lắc đầu không trả lời. Nếu ngươi tới giết ta, thì hẳn đã biết thân phận của ta. Tô thị A thập lục thản nhiên nói, dù ngươi không khai, ta chỉ cần đưa ngươi về Tô thị bản tộc, là sẽ có cách khiến ngươi phải nôn mọi thông tin, dù có chết thì ta cũng có cách để rút hồn phách của ngươi, tra hỏi được cái đáp án ta muốn biết. Lời này của nàng không phải đe dọa, là một gia tộc tu chân từ cổ xưa, Tô Thị có rất nhiều thủ đoạn mà hiếm ai lường được. Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông bắt đầu bất an, hắn biết rõ sự mạnh mẽ và thủ đoạn của Tô Thị. Nhưng hắn vẫn còn do dự, hiện tại, tay chân hắn đã bị chặt đứt, nếu để lộ tin về Nguyệt Đao Tông. Dù Tô Thị A Thập Lục có tha cho hắn một mạng, thì Nguyệt Đao Tông cũng không bỏ qua cho hắn thế nào thì cũng chỉ có đường chết. Tô Thị A thập lục như có thuật đọc tâm, cô tiếp tục lên tiếng. Nói hết những điều ngươi biết ra, ta sẽ có người được chết thoải mái. Chết cũng chia thành thoải mái và đau đớn. Điều quan trọng không phải kết quả, mà là quá trình. Tống Thư Hàng cất cây phi kiếm màu đen, nói với A thập lục. Kẻ này hẳn là định vụ oan giá họa đây. Ông chú của tiên nông tông vừa tiếp xúc với ngươi, hắn liền lò dò theo sau để giết ngươi nếu hắn đắc thủ rồi thoáng che giấu một chút thì sau này mọi người sẽ cho rằng người bên tiên nông tông giết ngươi nếu chuyện này giấu được a thất tiền bối chắc chắn sẽ đi trả thù tiên nông tông khi ấy trai cò đánh nhau như ông đắc lợi ta nghĩ hắn hoặc là cái thế lực đứng sau lưng hắn một là kẻ thù truyền kiếp của tiên nông tông hai là muốn có được thứ gì đó từ tiên nông tông sao tống thư hàng lại biết để mà nói nhiều thế thì chẳng phải trong tv hay diễn thế à Chiêu trò này chỉ cần gắn vào với nội dung mấy bộ phim trên TV là có thể dễ dàng đoán được. Sắc mặt của đại sư huynh nguyệt đao tông trở nên xám xịt. Xem ra ngươi đoán đúng rồi. Bàn tay của Tô Thị A thập lục trượt ra một cây đao, đao chỉ lớn hơn tay cô một chút. Trải qua quá trình nghỉ ngơi ban nãy, chân khí của cô đã hồi phục chút đỉnh. Cô tiến lại gần đại sư huynh nguyệt đao tông. Ta hỏi lại lần cuối, tên của ngươi là gì, có lai lịch thế nào, vì sao lại tới ám sát ta? Ngay khi Tô Thị A thập lục vừa lại gần đại sư huynh Nguyệt Đao tông, hắn bỗng nhiên cười ha hả. Ha. ha 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 ha. Sau đó, miệng hắn phun ra một lá bùa. Lá bùa bay giữa không trung, rồi loáng một cái, biến thành một cây huyết sắc trường đao. Mùi máu tanh hôi tỏa ra, thanh tà đao bổ thẳng xuống đầu Tô Thị A thập lục. Đây là bảo phù mà tông môn đưa cho hắn, dùng để ám sát A thập lục, hắn nhịn từ nãy đến giờ chỉ chờ đến lúc a thập lục tiến vào phạm vi tấn công của bảo phù a thập lục đã cảnh giác từ trước thanh đao nhỏ trong tay nhẹ nhàng dương lên cản thanh huyết sắc trường đao ánh đao bùng lên dễ dàng đánh nát thanh huyết đao hóa từ lá bùa a thập lục nói ta biết trước là người còn có thủ đoạn chưa để lộ mà thanh huyết đao đã nát đại sư huynh nguyệt đao tông nằm trên đất như cảm nhận được hắn chu lên thảm thiết a -a -a, a a a a thập lục nhíu mày cô cảm thấy có gì đó bất thường. Cô di chuyển, cắm phập thanh đoản đao trong tay vào đầu của đối phương. Nhưng thanh đao chưa kịp hạ xuống thì chuyện bất thường đã xảy đến. A à, a à, 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 tiếng thét của đại sư huynh Nguyệt Đao Tông càng thảm thiết. Cùng lúc ấy, phu chú của thanh huyết sắc trường đao vỡ nát kéo một sợi dây máu núi liền tới thân thể của vị đại sư huynh. Tinh khí trong người đại sư huynh truyền ra theo sợi dây máu, cuồn cuộn chảy về thanh huyết sắc trường đao thanh đao vỡ nát dựa vào nguồn sức mạnh này để hồi phục lành lặn, thần đao run lên, chém về phía A Thập Lục. Thế cục chuyển biến quá nhanh, A Thập Lục chỉ đành rút đao về để cản đòn tấn công. Keng! Thanh huyết đao này còn nhanh và ác liệt hơn thanh trước. A Thập Lục tuy đỡ được, nhưng đã bị đánh lùi mấy bước. Bí pháp huyết thần đao của huyết đao tà tông, cô nhận ra lai lịch của phù chú của thanh huyết sắc trường đao này. Huyết đao tà tông, ấy là một tông môn tà đỏa từng bị tiêu diệt từ lâu lắm rồi. Đệ tử nội môn dùng máu làm sức mạnh, dùng máu cùng hồn phách hóa thành cây tà đao bản mạng. Để có thể hiến tế được một thanh tà đao bản mạng, cần tế sống sinh mạng của mấy trăm người. Để có thể thăng cấp, đệ tử của huyết đao tà tông cần liên tục sát sinh để có thể tăng cường phẩm chất của thanh tà đao bản mạng. Cuối cùng, môn phái tà đạo này khiến người người giận dữ, tông môn bị hủy, truyền thừa bị mất, mọi bí pháp tà ác đều bị xóa sổ không ngờ, vẫn còn dư nhiệt của huyết đao tà tông sống đến giờ. Lá bùa của Đại sư Huynh bao gồm một phần bí pháp của huyết thần đao, chỉ cần có nguồn máu dồi dào, cùng với tinh khí thì huyết thần đao sẽ không bị phá hủy. a à, 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 chết đi, mau chết đi, Đại sư Huynh Nguyệt đao tông kêu la điên cuồng, cơ thể hắn gầy sọp đi, chỉ còn da bọc xương. Khi huyết thần đao và A thập lục đụng độ, thanh đao này sẽ không ngừng hút máu và sức mạnh linh hồn của hắn, để chữa trị những vết thương trên thân đau. Mỗi lần hút, nó đem đến nỗi đau và niềm tuyệt vọng vô hạn. Nhưng khi huyết đau hút được nguồn sinh lực đầy đủ, nó sẽ càng lúc càng mạnh. Nếu cứ thế, người đang trọng thương như A thập lục e rằng không thể địch nổi. "Siết ngươi, siết ngươi!" Đại sư huynh Nguyệt Đao tông hô lên đầy điên cuồng. Đây là lấy mạng đổi mạng đúng nghĩa đen. Chẳng qua là xe máu và hồn phách của hắn bị hút cạn trước hay Tô Thị A Thập Lục bị thanh huyết thần đao này giết trước? Keng, 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 Tô Thị A Thập Lục đỡ liên tục bảy nhát chém, cô không ngừng rụt về sau. Trận chiến dữ dội khiến cô không dằn được nội thương trong cơ thể, sắc mặt A Thập Lục đã trở nên trắng bệch. Suốt cục, khi đỡ đến nhát chém thứ 8 của huyết thần đao, thanh đao nhỏ trong tay cô vang ra. Ta thắng, Tô Thị A Thập Lục, Đại sư Huynh Nguyệt Đao Tông cười điên dại. Hắn chủ động dâng hiến máu của mình cho huyết thần đao, thanh đao nhận được nguồn sinh lực liền trở nên lớn gấp đôi. Chỉ cần chém chết A thập lục, hắn sẽ có hy vọng sống. Bị chặt mất tứ chi cũng không sao, bị rút mòn máu huyết cũng không sao, Entas cả đều có thể hồi phục khi nhận được phần thưởng của tông môn. Chỉ cần giết chết tô thị A thập lục. Vẻ mặt của đại sư huynh Nguyệt Đao Tông vô cùng dữ tợt, thoáng chút hưng phấn vập đắc ý. Sắc mặt tô thị A thập lục trắng bệch, cô đang phải đối đầu trực diện với thanh huyết thần đao. Vụt. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu đen quét ra một đường hình cung, đầu của đại sư huynh Nguyệt Đao Tông. Lìa khỏi cổ, hắn bị phù chú của huyết thần đao hút đi phần lớn máu huyết và hồn lực, sau khi đầu lìa khỏi cổ, chẳng ấy chốc liền mất mạng. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, vậy nên, khi hoàn toàn tử vọng, nụ cười nhe răng và vẻ mặt đắc thắng trên gương mặt của đại sư huynh Nguyệt Đao Tông còn chưa biến mất. Kẻ ra tay chính là Tống Thư Hàng chẳng biết hắn lặng lẽ chuồn ra phía sau của đại sư huynh Nguyệt Đao Tông từ lúc nào, nhát kiếm vung xuống, đầu rời khỏi thân. Thủ đoạn để giữ mạng sống và liều mạng của tu sĩ nhiều vô cùng, lời này của Giang Tử Yên, Tống Thư Hàng vẫn luôn ghi nhớ. Dù đã chặt đứt hai tay ha chân của đối phương, hắn vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Không còn chủ nhân, thanh huyết đao biến từ phù chú mà thanh vỡ nát, lá bùa kia cũng thành cho tàn. Cảm ơn! mặt mũi a à thập lục cắt không còn hột máu cô nhẹ giọng nói lại nợ hắn một lần nữa đừng khách sáo tống thư hàng quen miệng đáp lại vừa nói hắn vừa hít sâu một hơi để bình tĩnh lại chỉnh đốn lại tinh thần a à thập lục nhặt cây đoản đao của mình lên rồi kiểm tra thi thể của tên thích khách trên người hắn không có thứ gì giúp xác minh thân phận hồn phách cũng tan mất xem chừng để điều tra được lai lịch của kẻ này không phải chuyện đơn giản a à thập lục buồn bực nói Muốn biết thân phận của hắn thì không phải không có cách. Tống thư hàng biết rõ, thanh hắc thiết phi kiếm này còn giữ một manh mối rất có giá trị. Chương 125, công tử Hải Phong độ. Làm thế nào để xử lý vết máu trên sàn và thi thể của thích khách, ấy là một vấn đề lớn. Hóa thi dịch không thể khiến cơ thể của tu sĩ từ bậc nhị phẩm trở lên tan chảy. Hơn nữa, tiếng động tạo ra khi chiến đấu, cùng tiếng thét thảm thiết của thích khách trước khi chết, rất có thể sẽ khiến các hộ gia đình cùng tầng chú ý tới chẳng mấy chốc mà sẽ có người qua hỏi chuyện nếu như những người sống trên này phát hiện có điều bất thường rồi gọi cảnh sát thì rắc rối to lần này chẳng có tên hòa thượng nào để mà gánh tội thay nữa nhắc đến hòa thượng không biết cái tên kia ở trong tù có yên ổn không hay là được cứu rồi khụ lan man quá trước hết chúng ta cứ xử lý vết máu và thi thể đi đã tống thư hàng nói Tô thị A thập lục gật đầu bảo, thi thể có thể tạm cất vào mật thất, đợi sau này ta sẽ liên hệ Tô thị bản tộc, sẽ có người qua xử lý, không để lại bất cứ dấu vết và hệ quả nào. Còn vết máu thì ta có thể xử lý ngay bây giờ. Cả hai chuyển thi thể tên thích khách vào mật thất. Sau đó, A thập lục lấy một bình thuốc nước, phun quanh chỗ chiến đấu một chút. Nước thuốc ấy vừa đụng đến vết máu ở hiện trường thì nhanh chóng trung hòa với máu. Chỉ trong nháy mắt, mọi vết máu đều biến mất thậm chí mùi tanh nồng trong không khí cũng chẳng còn chỉ để lại mùi dược thoang thoảng ngoại trừ vài vết đao ngoài hành lang và trên tường phòng khách hiện trường này chẳng còn điểm bất thường nào nữa về phần camera của tầng này thì từ khi tô thị a thập lục dọn vào cô đã chỉnh nó rồi tạm thời cứ thế trước đã nhưng cái khác thì đợi người có chuyên môn qua xử lý vậy a thập lục ngồi tựa mình vào salon chẳng thèm nhúc nhích tống thư hàng thở phào nhẹ nhóm hắn lấy điện thoại ra nhìn giờ, hiện đã là 1 giờ 3 phút chiều. 2 giờ chiều tay hắn phải tới phòng quản lý xe, để qua chỗ học lý thuyết điểm danh, tiếp đấy còn phải tiến triệu nhã nhã ra ga. Cách giờ điểm danh còn một tiếng, thế cùng vừa tầm. Sau đó, Tống Thư Hàng mở nhóm cửu châu số 1 ra. Trong nhóm, Bắc Hà Tán Nhân để lại một lời nhắn với vẻ lo lắng. Thư Hàng tiểu hữu mọi chuyện thế nào rồi? Các ngươi không sao chứ? Ta báo A thất rồi, hắn đang đi qua chỗ các người đó. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, cũng nhờ phi kiếm của thông huyền đại sư giúp sức, giờ chúng ta đã tạm qua được kiếp nạn này, bình an vô sự rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Bác Hà Tán Nhân vẫn trực chiến này giờ, thấy Tống Thư Hàng báo lại như vậy, cuối cùng hắn cũng được thở phào nhẹ nhõm. Hai người ở yên đó, đừng chạy lung tung, A Thất sẽ tới trong vòng 10 phút nữa. Được, Tống Thư Hàng trả lời. Vừa nhắn xong, hắn liền nhận ra không biết từ bao giờ, Tô Thị A thập lục đã dịch ra sau mình, đang nghỉnh đầu nhìn lén màn hình nói chuyện của hắn. Ta không muốn gặp A thất, A thập lục trừng mắt, nói với điệu nghiêm túc. Tống thư hàng bèn khuyên nhủ. Ngoan, đừng làm mình làm mẩy nữa. Giờ cô bị thương nặng như vậy, còn có cái ông chú dở người bên tiên nông tông muốn bắt sống, bao nhiêu rắc rối cứ lao đến, gặp được A thất rồi thì sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, A thất tiền bối lo cho ngươi lắm. A thập lục nhíu mày, nếu cô không muốn gặp A Thất, thì nhất định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng, hôm nay Tống Thư Hàng đã cứu cô vài bận rồi, đã nợ biết bao ân tình của người ta, nên cô cũng ngại phản bác Tống Thư Hàng. Cô chỉ đành cho mày giận dỗi. Đợi A Thất tiền bối đến rồi, ta phải về Đại học Giang Nam một chuyến. Người đừng ủ rũ nữa, biết đâu A Thất tiền bối đã tìm được cách để điều trị cho người thì sao? Tống Thư Hàng an ủi. Làm gì dễ thế được, A Thập Lục lầm bẩm Vết thương của cô thế nào cô biết chứ? Cô chẳng sống được bao lâu nữa." Tống Thư Hàng đang định an ủi thêm vài câu nữa thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mở ra thì thấy, ra là Triệu Nhã Nhã gọi đến. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái, rồi bắt máy. "Chị à, có chuyện gì thế?" "Alo, Thư Hàng, điện thoại em sao thế, sao gọi mãi không được?" Triệu Nhã Nhã hỏi. Tống Thư Hàng đáp rất thành thật. "Ờ, tại trước đó em vừa ở một chỗ không có sóng, vừa mới ra khỏi này. Giờ em ở đâu? Triệu nhã nhã hỏi, lại nữa, sáng nay em chạy đi đâu? Chị nghe bác sĩ Lý bảo, em ôm bệnh nhân từ phòng 570 ra ngoài hả? Còn tiện thể cầm cả chăn của bệnh viện theo nữa, báo hại chị phải đền tiền chăn giúp em. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn cái chăn bị quảng trên ghế salon, chẳng biết nói gì. Em ôm con gái nhà người ta đi làm gì, cô nàng đấy còn đang bị thương kia. Tống Thư Hàng hỏi một chàng như pháo liên thanh. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, đang nghĩ xem phải giải thích thế nào với Triệu Nhã Nhã. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Tống Thư Hàng nhìn qua thì thấy một người đàn ông trung niên đứng cạnh cửa. Cửa phòng đã bị ông chú dở hơi kia làm hỏng nên không đóng được, dù vậy, người đàn ông trung niên kia vẫn gõ cho phải phép. Xin lỗi, xin hỏi, ban nãy có chuyện gì xảy ra sao? Người đàn ông trung niên hỏi với giọng lịch sự. Hắn nhìn rõ cái cảnh lộn xộn trong phòng, trông chẳng khác gì vừa bị kẻ cướp xông vào, đến cả khóa cửa cũng hỏng. Hơn nữa, còn có tiếng thét thảm thiết đến dợn ra gà ban nãy, dưới sự thúc đẩy của trí tò mò, hắn liền qua thám thính thử xem. "Xin lỗi, nãy cháu với bạn cãi nhau một trận, giận quá nên đập đồ, làm phiền chú rồi." Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, đáp lại với vẻ bình tĩnh. Người đàn ông trung niên thầm thở dài, cái thời này, mấy đứa thanh niên toàn hạng nóng tính cãi nhau thôi mà đập phá nhà thế đấy. Hắn cười cười, an ủi vài câu rồi về phòng mình, không quấy dày hai cô cậu này nữa. Giọng nói của Tô Thị A thập lục truyền tới tai Triệu Nhã Nhã ở đầu bên kia của di động. Triệu Nhã Nhã chợt nghĩ tới điều gì, bèn hỏi. Thư Hàng, giờ em vẫn đang ở bên cái cô gái đó hả? Hai đứa đang ở đâu? Suốt từ bấy đến giờ, làm gì thế hả? Chị, chuyện này không thể giải thích rõ trong một chốc được. Lát nữa chị em mình gặp nhau thì em sẽ kể, cứ thế nhé, em cúc máy đấy. Tống Thư Hàng vội vàng chấm dứt cuộc gọi. Hắn phải sắp xếp lại mọi chuyện, để chút nữa còn ứng phó được 10 vạn câu hỏi vì sao của triệu nhã nhã. A Thập Lục ngồi lại trên salon, bắt đầu nghĩ về lai lịch của thích khách. Đúng rồi, hình như ban nãy Tống Thư Hàng nói rằng có cách để điều tra được thân phận của thích khách. A Thập Lục bắt đầu tò mò. Bây giờ, ở trong khu rừng già trên một ngọn núi ở Hoa Nam, nơi mà chưa bị con người phát hiện ra. Tông môn của Nguyệt Đao Tông ngủ tại đó. Tông chủ của Nguyệt Đao Tông, bá thiên quân trao mày ngồi trên một chiếc ghế băng, trong tay cầm chiếc điện thoại Apple đời mới nhất, đang trò chuyện. Sao cơ, ám sát thất bại rồi, không giết được Tô Thị A thập lục, ăn hại, bá thiên quân cao mày, thở dài. Hơi thở của hắn mang theo mùi hôi thối cháy xém. Không chỉ thế, mà cơ thể hắn cũng tỏa ra mùi thịt cháy. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra, toàn bộ phía lưng của Bá Thiên Quân đều cháy đen, tay phải thì chẳng khác gì than cốc. Hơn nữa, những nơi cháy đen ấy phảng phất còn có ngọn lửa màu vàng kim thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng kim ấy chính là kiếp hỏa sau khi độ thiên kiếp thất bại, vết thương của người này nặng hơn Tô Thị A thập lục nhiều. Vậy nên, Bá Thiên Quân mới phải ngồi trên chiếc ghế băng, nương hàn tính của hàn băng thiết để tạm thời đè nén thiên kiếp chi hỏa. Trưởng lão công tử Hải, cuộc ám sát đã thất bại. Tiếp theo chúng ta cần làm gì?" Ánh mắt hắn đưa sang nhìn bóng người bên cạnh. Ấy là một vị công tử trong bộ Bạch y, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm, khí chất như ngọc, tựa như tiên nhân bước ra từ cổ họa. Thủ tịch trưởng lão của Nguyệt Đao Tông, Hải công tử, thực lực rất mạnh, hơn nữa vẫn là người lắm mưu nhiều trí. "Tông chủ xin cứ yên tâm, Hải công tử đã định liệu trước mọi chuyện." Hắn bình tĩnh cười nói, dù cuộc ám sát này thất bại cũng không sao. Ta sớm đã chuẩn bị phương án khác, chỉ cần dựa theo kế hoạch, vết thương do thiên kiếp của tông chủ chắc chắn có thể khép lại." Công tử Hải cười nhẹ nhàng, tựa như cả thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bá Thiên Quân cười theo, bên cạnh chiếc ghế bằng băng của hắn, một tiên quả thất thải tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu. Ánh mắt của Bá Thiên Quân ngập tràn hy vọng. Chương 126, thời gian của tiểu cô nương không nhiều lắm. "Vậy tông chủ, ta đi an bài một chút." Sau khi thực hiện phương án thứ hai, Nguyệt Đao Tông của chúng ta cần tạm thời né tránh. Dù sao Thiên Hà Tô thì cũng không phải thế lực mà chúng ta có thể chống chọi. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Nguyệt Đao Tông chúng ta cần tạm buông bỏ. Công tử Hải nói nhẹ. Cơ nghiệp trăm năm chỉ là vật ngoài thân, tạm buông bỏ thì có sao. Bá Thiên Quân cười ha hả, hơn nữa, đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta còn có thể trở về. Hiện tại, mọi việc trong Nguyệt Đao Tông đều từ trưởng lão người điều hành. Cơ nghiệp của tông môn chỉ là vật ngoài thân, sao có thể quan trọng bằng việc chữa khỏi vết thương từ thiên kiếp của mình. Công tử Hải khẽ gật đầu, rồi rời khỏi tổng điện của Nguyễn Đao Tông. Ý cười cổ quái nơi đáy mắt của hắn đã được giấu nhẹm, thứ hắn thể hiện trước mặt các đệ tử của tông môn là cái hình tượng vị công tử thanh thoát và phong độ. Từ phía xa xa, một vị nữ tu nhanh chóng chạy tới trước mặt công tử Hải, cô đứng cạnh hắn, đôi gò má đỏ lửng. Hải trưởng lão, mọi đệ tử của nguyệt đao tông đã chuẩn bị xong xuôi tất cả những vật có thể mang khỏi tông môn cũng để sắp xếp ổn những đồ không mang đi được đã được giấu ở bí tàng sâu thẳm tốt lắm diêu nhan trưởng lão ngươi truyền lệnh cho các đệ tử của nguyệt đao tông tập hợp lại sau một giờ nữa chúng ta phải rời đi trước tối nay tới lam nguyệt cốc ở tạm công tử hải đặt tay lên thanh trường kiếm bên hông nói với giọng dịu dàng được ta đi an bài đây diêu nhan khẽ gật đầu cô rời đi trong vẻ lưu luyến, đi an bài chuyện tập hợp của đệ tử Nguyệt Đao Tông. Công tử Hải đứng trên cao, nhìn xuống các đệ tử Nguyệt Đao Tông đang bận rộn phía dưới, ý cười cổ quái nơi đáy mắt lại hiện lên. Bấy giờ, ống tay áo của hắn bỗng nhiên tỏa ra một luồng khói màu đen. Luồng khói ấy phát ra tiếng cười quái dị. Khắc khắc khắc, Hải trưởng lão đúng là được phụ nữ yêu ái. Ta thấy, siêu trưởng lão của Nguyệt Đao Tông đã thương ngươi từ lâu, chỉ cần một câu của ngươi thôi, thì dù có luyện thái bổ một cô ả cũng sẽ cam tâm tình nguyện thậm chí còn chủ động xà vào lòng chứ nhỉ an chi ma quân cho rằng mong muốn của ta là điều đó sao công tử hải mỉm cười hỏi khặc khặc luồng khói đen nở một nụ cười giả tạo với cái âm lượng chỉ mình công tử hải nghe thấy ma quân ta có một chuyện cần ngươi giúp công tử hải nói khẽ bản thể của ngươi đã đến gần khu giang nam đúng không ngươi có thể bắt cô nương tô thị dùm ta được không sao cho ta đi chuyện này dễ như trở bàn tay. Làn khói trong tay áo cười bảo. Vậy thì kính nhờ ma quân, công tử hải đáp. Đôi bên cùng có lợi, luồng khói trong tay áo trở nên yên tĩnh. Công tử hải vươn tay lên trời, rồi nhẹ nhàng xiết lại, như thể có thể vũ hóa đăng tiên bất cứ lúc nào. Điệu bộ ấy khiến một vài nữ tu của Nguyệt Đao Tông không khỏi mê mẩn. Bấy giờ, bài hát tri âm chi kỷ vang lên rất đúng lúc, bài hát này như BGM, làm nổi bật cái phong thái như tiên nhân của công tử hải công tử hải bình tĩnh rụt tay về mò vào trong áo bào trắng rồi lôi ra chiếc điện thoại apple đời mới nhất y hệt cái của tông chủ bá thiên quân rồi nhẹ nhàng lướt màn hình một cái một giọng nữ lạnh lẽo và vô cảm vang lên hải trưởng lão ta đã tìm được tô thị a thất tốt lắm dùng mọi thủ đoạn để bám chân hắn càng lâu càng tốt giọng của công tử hải mềm nhẹ vô cùng vâng thưa trưởng lão dù có phải hy sinh tính mạng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giọng cô ta vẫn vẹn nguyên sự lạnh lẽo, nhưng lại ngập tràn kiên định. Không, ta muốn người phải lành lặn thoát ra. Đối với ta, tính mạng của người quý giá hơn nhiệm vụ rất nhiều. Nhất định phải sống sót, công tử Hải dịu dàng nói. Vâng, Hải trưởng lão, điệu lạnh lùng của cô nàng thoáng run rẩy, rồi cô cúp máy. Ha ha, công tử Hải cất di động. Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi thời điểm thu lưới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhoáng cái mà đã tới một giờ rưỡi. Tống thư hàng nhíu mày, bác Hà Tiền bối nói rằng, tô thị A thất sẽ tới trong vòng 10 phút, vậy sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi. So với vẻ cao có của cậu, thì A thập lục tỏ ra vui sướng hơn nhiều, cô chỉ ước A thất không tới. Nằm ươn trên sa lông đã hơn nửa canh giờ, vết thương của cô đã tạm nguôi ngoai, gương mặt không còn trắng bệch nữa mà hồng hào hẳn lên. Đúng rồi, thư hàng, nãy người bảo có cách để điều tra ra thân phận của thích khách đúng không? A thập lục dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía tống thư hàng. Trong tay ta có một manh mối, hẳn sẽ giúp tìm ra thân phận thật sự của thích khách. Nhưng, chút nữa ta có việc, đợi đến khi trạng vảng, chúng ta tiếp tục hành động được không? Tống thư hàng đáp. A thất chưa xuất hiện, hắn không thể đợi thêm nữa. Hai giờ chiều là hắn phải tới phòng quản lý xe để điểm danh rồi, sau đó còn phải đưa triệu nhã nhã ra ga. Hắn mở điện thoại, vào nhóm cửu châu số 1 để hỏi bác Hà Tán Nhân. Nhưng là, bác Hà Tán Nhân không phản hồi lại. Người có việc gì, Tô Thị A Thập Lục ngồi dậy, nói, dù sao thì A Thất vẫn chưa tới, chỉ bằng chúng ta đi làm cái việc của người trước đi. Người có thể liên lạc với A Thất bất cứ lúc nào qua nhóm cửu châu số 1 mà. Không được, người phải ở đây đợi A Thất tiền bối, việc của ta, ta tự lo là được. Tống Thư Hàng từ chối vô cùng dứt khoát. Đùa nhau à, nếu A Thập Lục đi tiến triệu nhã nhã với mình, thì không biết kịch bản cuộc đời mình sẽ biến thành cái gì nữa. 2 giờ chiều, Tống Thư Hàng đứng điểm danh ở phòng quản lý xe với cái vẻ mặt đau khổ. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn phía sau. Cách đó chừng hơn 10 mét, ánh mắt của Tô thì A Thập Lục chạm phải tầm nhìn của hắn, cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Tống Thư Hàng cười khổ. Biết sao được, chân mọc trên thân của người ta, cô ta tự mình lần theo, Tống Thư Hàng chẳng biết đối phó thế nào. 2 giờ 17 phút, Tống Thư Hàng lại quay về viện một lần nữa, để tiến triệu nhã nhã ra ga. Vừa quay đầu lại, thì đúng là cách chừng 10 mét phía sau, Tô Thị A Thập Lục vẫn cứ bám theo hắn. Đôi bên vừa đụng mắt, cô lại hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Chuyện này là sao vậy? Điều khiến hắn không ngờ là, hôm nay triệu nhã nhã chẳng hỏi nhiều, cô chỉ bảo hắn cầm giúp hai cái túi nhỏ, rồi cả hai cùng đi bộ tới ga tàu điện ngầm. Triệu nhã nhã ngồi tàu điện ngầm tới bến xe, rồi đổi sang chuyến tàu cao tốc lúc 3 giờ chiều để về. Triệu nhã nhã vừa đi vừa đè giọng xuống hỏi nhỏ. Cô bé đằng sau kia có phải bạn gái em không? Không, cô ấy là cháu của bạn em. Nay em cũng vừa mới biết, Tống Thư Hàng cũng đáp lại thật nhỏ. Ừm, um. triệu nhã nhã gật đầu, rồi im lặng không nói sau khi tống thư hàng tiến cô tới ga tàu điện ngầm cô vỗ nhẹ vai tống thư hàng rồi bảo chị sẽ không hỏi vì sao em lại bế cô bé đi khỏi bệnh viện nhưng là thời gian của cô ấy chẳng còn nhiều em rảnh thì chơi cùng với người ta đừng để người ta còn điều gì luyến tiếc dù sao thì đấy cũng là việc em am hiểu mà hở tống thư hàng không biết trả lời thế nào cho phải chị thấy giờ con bé đang làm mình làm mẩy với em đừng có chấp dù sao thì người ta cũng còn bé, chưa biết gì. Rồi cô vẫy vẫy tay, đi về phía ga tàu điện ngầm. Còn bé, chưa biết gì, Tống Thư Hàng quay lại nhìn A Thập Lục phía sau. Được rồi, phóc người của A Thập Lục nhỏ nhắn nên nhìn cũng khá trẻ. Nhưng Tống Thư Hàng dám chắc rằng tuổi của cô ấy lớn hơn mình nhỉ. Nhưng Triệu Nhã Nhã có một câu rất đúng, A Thập Lục chẳng còn nhiều thời gian để tồn tại trên cõi đời này nữa. Thầm thở dài một tiếng, Tống Thư Hàng mua hai ly kem ở ga tàu. Sau đó, hắn đi về phía A Thập Lục rồi đưa một ly cho cô. Ăn cái này được không? Không ảnh hưởng đến vết thương của cô chứ? Tống Thư Hàng hỏi. A Thập Lục chỉ lặng yên nhận lấy ly kem rồi nhẹ nhàng nhâm nhi. Chúng ta quay về phòng quản lý xe ban nãy đi, ta thi lý thuyết lái xe đã. Chừng mười mấy phút thôi, rồi, chúng ta đi điều tra thân phận của thích khách, Tống Thư Hàng bảo. Ừm, A Thập Lục gật đầu, rồi lặng lẽ đi sau tống thư hàng. Trường 127, thả con cháu Tô Thị ra. 4 giờ chiều, đợi đến khi học lý thuyết ở phòng quản lý xe xong, Tống Thư Hàng và Thổ Ba đi đăng ký tham gia cuộc khi thấy bằng. Đối với hắn và Thổ Ba thì phần thi lý thuyết không có gì là khó khăn. Chưa đến 5 phút, cả hai đã đạt được kết quả tối đa. Sau đó hai người nhận bảng điểm của phần thi lý thuyết từ chỗ giám khảo, rồi rời phòng thi. Thư Hàng, Tao tìm được giáo viên rồi, tao với mày đi nộp tiền học thực hành, rồi người ta cho tập, cùng lắm thì nửa tháng là đi thi được." Thổ Ba cười gian trá, vị giáo viên mà hắn tìm được là người giúp tiết kiệm thời gian nhất, người ta có thể nhanh chóng sắp xếp thời điểm thi thực hành được. "Được rồi, lúc nào nộp học phí thì bảo tao." Tống Thư Hàng nói tiếp, "Đúng rồi, Thổ Ba, tối tao có việc phải ra ngoài, bữa tối nay đừng đợi tao." "Được, biết rồi." Thổ Ba đáp cả hai tạm biệt nhau ở phòng quản lý xe. Tống Thư Hàng vừa rời phòng quản lý xe, A Thập Lục đứng đợi nãy giờ bèn tiến lên đón. "Tiếp theo chúng ta đi đâu? Cái manh mối mà ngươi nói là gì?" Cô hỏi với điệu tò mò. Tống Thư Hàng vỗ cây hắc thiết phi kiếm bên eo, bảo "Manh mối chính là cây phi kiếm của Thông Huyền đại sư. Do có trận pháp che mất, nên A Thập Lục không nhìn thấy cây kiếm này. Cô nhớ rằng Tống Thư Hàng dựa vào nó để chém thích khách" cây phi kiếm này chính là manh mối sao? a à, đợi chút, ban đầu, thích khách mới là kẻ cầm kiếm tới đúng không? Cây phi kiếm này được thông huyền đại sư, phi kiếm truyền thư, mà lưu lại, sau dược sư tiền bối bảo ta gửi nó về cho thông huyền đại sư theo đường bưu điện. Tống thư hàng giải thích, nhưng hôm qua, Tiểu Giang, người nhận việc chuyển phát thanh kiếm này, gọi điện bảo ta rằng, hắn bị người ta đánh xỉu, đồ chuyển đi cũng bị cướp. Việc này, trùng hợp thật đấy. Ai mà ngờ, Tên thích khách kia lại cầm hắc thiết phi kiếm theo để ám sát A thập lục. Cuối cùng lại bị Tống thư hàng dùng chính thanh kiếm đó để giết ngược lại. A thập lục hỏi: "Thanh kiếm này bị tên thích khách đó cướp sao?" Tống thư hàng lắc đầu. "Không, người kiếm kiếm không phải tên thích khách đó. Lúc gọi điện, tiểu Giang bảo ta rằng tên cướp kiếm đã bị bắt vào hôm qua rồi, còn bị nhốt trong tay hắn." Theo ta thấy, tên cướp và thích khách rất có thể là đồng lõa. Vậy nên Giờ chúng ta phải đi gặp tên cướp đó, sau đó moi những thông tin chúng ta muốn từ miệng hắn. Chỉ cần biết thân phận hắn là có thể điều tra được manh mối. Tống thư hàng nghi rằng, chuyện của Tiên nông tông có liên quan đến thế lực đứng sau tên thích khách. Rõ ràng là chúng muốn tạo mâu thuẫn giữa Tô thị A thập lục và Tiên nông tông để đắc lợi. Giờ chúng ta đi tìm Tiểu Giang sao? Hai mắt A thập lục sáng rực lên. Ta gọi điện cho Tiểu Giang để hỏi xem hắn đang ở đâu đã. Tống Thư Hàng mở di động, bấm số của Tư Mã Giang. Tư Mã Giang chuyển máy rất nhanh. Không đợi Tống Thư Hàng mở miệng, Tư Mã Giang đã nói ngay. "Cậu Thư Hàng, cậu định hỏi chuyện về vụ chuyển phát sao? Xin cứ yên tâm, bọn tôi đã moi được vị trí của tên đồng lõa rồi. Tối nay, tôi nhất định sẽ lấy lại cái kiện đồ ấy về." Tống Thư Hàng nhìn thanh kiếm bên hông, cười bảo: "Ha ha, không cần tìm kiện đồ ấy nữa." do một số việc trùng hợp nên hiện món đó vừa quay về với tôi rồi. Quá trình cụ thể thế nào thì nói sau. Hiện tôi có việc cần nhờ Tiểu Giang, tôi muốn gặp tên cướp đó để hỏi vài chuyện. Ở đầu bên kia, Tư Mã Giang có chút sửng sốt, nhưng vẫn đáp lời ngay tắp lự. Không thành vấn đề, giờ tôi đang ở trụ sở của Phong Thu Express ở Giang Nam. Giờ cậu ở đâu, tôi lái xe qua đón. Cũng được, vậy qua cửa đông của Đại học Giang Nam đón chúng tôi đi. Bọn tôi đứng đó đợi anh, Tống Thư Hàng đáp. Qua luôn đây, Tư Mã Giang bảo. Tống Thư Hàng cúp máy rồi quay sang bảo. Đi thôi, chúng ta qua cửa đông đợi Tiểu Giang. Ừm, tô thì A Thập Lục cất tiếng. Hai người đi dọc theo hồ nhân tạo trong trường để qua cửa đông. A Thập Lục, A Thất Tiền bối sao vẫn chưa qua nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi. Vốn nói là 10 phút sau là đến, thế mà giờ đã qua mấy tiếng rồi ấy chứ? Ai mà biết, A Thập Lục bảo. Tôi vào nhóm chat hỏi chút. Tống Thư Hàng mở nhóm chat cửu châu số 1 ra, rồi nhắn một tin lên. Thư Sơn áp lực đại. A Thất tiền bối, ngươi chưa qua hà? Bác Hà Tán Nhân trả lời. Bên ta cũng không nhận được tin hồi đáp của A Thất. Giữ liên lạc đi, nếu có tin gì về A Thất, ta sẽ báo ngươi. Được, giữ liên lạc. Giờ bọn ta chuẩn bị qua trụ ở của Thu Phong Express ở Giang Nam nếu a thất tiền bối có nhắn lại thì bảo hắn tới thẳng trụ sở tìm bọn tôi là được tống thư hàng đáp bắc hà tán nhân được nhớ giữ an toàn a thập lục thở dài bảo thôi để ta hỏi đi thư hàng cho ta mượn di động một chút ta gọi điện cho a thất xem hắn đang ở đâu thế thì tốt quá tống thư hàng quay người lại đưa di động cho cô a thập lục cúi đầu bấm số một lúc sau cô nhíu mày bảo điện thoại của a thất hết pin à sao cứ tắt máy vậy vậy đành đợi đến khi hắn chủ động liên lạc vậy a à, cái gì kia tống thư hàng chỉ về phía xa xa hỏi từ hướng ngón tay hắn chỉ có thể nhìn thấy ở khoảng trời cách đó không xa có một luồng khói đen tụ lại thành hình cầu đang lao rất nhanh mà phía sau quả cầu khói đó có một con chó bắc kinh dài chừng 5 mét đang le lưỡi đuổi theo nó một quả cầu một con chó chơi đuổi bắt trên không nhưng điều đáng lưu ý là, không một học sinh nào nhìn thấy quả cầu và con chó ấy, họ xem chúng như không tồn tại. Yêu thú sao? Tô Thị A thập lục nói. Thể chất của yêu thú rất đặc biệt, người phàm không thể phát hiện chúng nó. Trong lúc hai người nói chuyện, quả cầu đen kia bỗng nhiên đổi hướng, lao về phía Tống Thư Hàng và A thập lục. Tống Thư Hàng đặt một tay lên phi kiếm, tay kia luồn vào áo, túm một lá phá tạp phù, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào quả cầu đen áp sát rồi bỗng nhiên nổ tung, bọc tống thư hàng và A thập lục vào trong nó. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa màn khói. Khắc khắc, con cháu nhà tô thị, tìm được ngươi rồi. Kẻ nào, tống thư hàng quát. Vừa dứt lời, hắn bỗng cảm nhận được một bàn tay khổng lồ túm mình lên. Hắn cảm thấy mình bỗng chốc bay lên như diều gặp phải gió. Mà tô thị A thập lục ở phía sau, thì bị một nguồn sức mạnh vô hình hất tung khạc khạc tên ta sao người có thể gọi ta là An Chi Ma Quân quả cầu khói đen nở nụ cười quái dị con cháu Tô Thị đi với ta một chuyến được không yên tâm ta không định lấy mạng ngươi đồng lõa của tên thích khách nọ sao Tống Thư Hàng hỏi mà nữa ta không phải con cháu Tô Thị An Chi Ma Quân bắt nhầm à Ma Quân không trả lời Tống Thư Hàng bởi con chó Bắc Kinh phía sau đã gầm lên giận dữ phóng nhanh tới rồi cắn vào màn xương con chó chết tiệt, an chi ma quân tóm chặt tống thư hàng, rồi tăng tốc bay về phía không trung. gâu gâu, con chó bắc kinh khổng lồ bám giết không thôi. ngay khi an chi ma quân túm tống con cháu tô thị, bay lên cao, từ một góc khác của sân trường bỗng xuất hiện một bóng người, người này đuổi theo quả cầu khói đen. bỏ con cháu tô thị ra, tên khốn, cô ta là mục tiêu của bọn ta. chính là ông chú của tiên nông tông nọ, hai tay hắn còn quấn băng vải quả cầu an chi ma quân, con chó, và ông chú đuổi theo nhau, loáng một cái đã biến mất. Nhân vật chính của sự kiện này, Tô Thị A thập lục ôm bụng đầu đau đớn, cô bò dậy từ nền đất, ơ kìa, cô mới là con cháu Tô Thị chứ nhỉ. chương 128, Nguyệt Đao Tông ở đâu? Tô Thị A thập lục còn đang bị thương nên không đuổi kịp được quả bóng khói, và con chó, và cái ông chú kia. Cô cắn chặt răng, dùng điện thoại của Tống Thư Hàng để gọi cho A thất một lần nữa, mau bắt máy đi nào, A à thất. Trên bầu trời, An Chi Ma Quân, nay đang biến thành quả cầu khói, bị con khuyển yêu Bắc Kinh đuổi giết. Không biết con khuyển yêu này có lai lịch thế nào mà thực lực vô cùng cao cường. An Chi Ma Quân bực lắm, mình không trêu nó, vậy mà con khuyển yêu Bắc Kinh này vừa nhìn thấy liền xông lên tấn công mình. An Chi Ma Quân từng đấu với nó, nhưng đôi bên chẳng phân cao thấp. Hắn ước chừng, dù mình có chỗ mọi thủ đoạn, thì cũng phải trải qua một trận chiến dài suốt mấy ngày mấy đêm mới có thể xử lý được con khuyển yêu này. Hơn nữa, hắn còn chưa biết nó có thủ đoạn nào che giấu không. Giờ hắn đang có nhiệm vụ quan trọng, làm gì có thời gian quấn quyết với nó. Không chọc được, chẳng nhẽ ta không trốn được à. Vậy nên, An Chi Ma Quân đẩy nhanh tốc độ bay để trốn đi, hòng bỏ xa con khuyển yêu. Tống Thư Hàng bị bàn tay khổng lồ mà vô hình túm chặt, trong lúc siêu gặp gió, hắn cảm thấy nội tạng của mình sắp bị nôn ra đến nơi đúng là tai bay vạ gió. Xui chết mất. Ở đằng sau, ông chú dở người cũng liều mạng truy kích. Lúc trước, hắn nấp mình trong tối, rồi tiếp tục theo dõi Tô Thị A Thập Lục, định đợi chi viện của tiên nông tông đến để có thể bắt sống Tô Thị A Thập Lục một lần nữa. Không ngờ, An Chi Ma Quân đột nhiên giáng xuống, rồi dùng khói đen để bọc lấy A Thập Lục và Tống Thư Hàng. Sau đó, hắn túm một bóng người bay lên. Ông chú của Tiên nông tông nghe loáng thoáng được mấy tiếng, "Con cháu Tô thị, rồi, đi cùng ta." Tô thị A thập lục bị bắt đi rồi. Không được, nếu không có Tô thị A thập lục, Tiên nông tông bọn họ sao có thể đối phó Tô thị A thất? Vậy nên, ông chú của Tiên nông tông chẳng thèm do dự liền đuổi theo quả cầu khói và con khuyển yêu Bắc Kinh kia. Ông chú này là người ít nghĩ, thậm chí còn chưa nhìn kỹ kẻ bị bắt là ai mà đã phi thân đuổi theo An Chi ma quân rồi. Trong lúc truy đuổi, hắn lấy một bảo phù có khả năng thiên lý truyền âm ra để liên hệ với phía tri viện của tiên nông tông khiến tri viện giàn trận mai phục đằng trước phục kích luồng khói đen này nhất định phải cướp tô thị a thập lục về tay ông chú tiên nông tông nghiến răng nghiến lợi nói lần này chỉ được phép thành công không được phép thất bại bắt tô thị a thập lục bấy giờ ở một khu nhà cách đại học giang nam không xa nơi này ngập tràn quỷ khí quỷ khí lạnh lẽo hình thành một không gian kín tạm thời trong không gian kín đó tô thị a thất đứng khoanh tay cây pháp đao tùy thân huyễn hóa ra một biển đao chi chít như thiên hà bên cạnh hắn là tầng tầng lớp lớp những mảnh vỡ của oán quỷ ngàn vạn oán quỷ ấy đều đã chết dưới lưỡi đao của a thất vạn quỷ phệ thân đại trận đúng là đầu tư thật a thất trầm giọng nói cái đại trận nổi tiếng trong giới tu chân ở khoản lấy số lượng để đè chết người này bám chân hắn những ba tiếng kẻ này đã có chuẩn bị từ trước mục đích là níu chân hắn, mục tiêu của chúng là A thập lục sao. Nghĩ đến đây, A thất càng giận dữ. Đứng phía đối diện A thất, người bày cha vạn quỷ phệ thân đại trận, chính là một cô gái mặc đồ trắng. Người cô quấn băng vải kín mít từ đầu đến chân, non y như xác ướp Ai Cập, chỉ để lộ đôi mắt đỏ quạch. Không chỉ thế, từ người cô còn tỏa ra mùi thi thể mục giữa. Đây là thứ thể chất đặc biệt, từ khi sinh ra đã có thể thu hút quỷ vật tới chiếm lấy cơ thể mình. Vào thời xa xưa, thứ thể chất này là hạt giống mà đám tà đạo quỷ tu thích nhất. Nếu có được thể chất ấy, chẳng cần khổ sở đi tìm oán quỷ nữa, chúng quỷ vật sẽ tự mình tới gõ cửa. Thực lực của quỷ tu cứ thế mà tăng vùn vụt, chẳng khác nào ngồi tên lửa. Cũng chính vì lẽ ấy, mà cô gái này không cần dùng vạn quỷ phiên để giúp sức, chỉ cần dựa vào chính bản thân mình để thả ra hơn vạn con oán quỷ, tạo thành vạn quỷ phệ thân đại trận. Tiếc rằng, đối với những người có sức mạnh như ngài, Vạn quỷ vệ thân đại trận cũng chỉ có thể bám chân được một chốc mà thôi. Giọng của cô nàng lạnh lẽo và chẳng có chút cảm xúc. Hừ, Tô thị a à thất hừ lạnh, pháp đao tùy thân chém một nhát, đao khí lao ra, tựa như có một lá chắn vô hình bị đao khí đánh nát. Không còn được vạn quỷ chống trụ, vạn quỷ vệ thân đại trận hoàn toàn tan vỡ. Quỷ khí lạnh lẽo cũng tan mất, mảnh cơ thể của chúng oán quỷ cũng biến thành đốm rồi tan biến trong đất trời. Cô nàng kêu lên một tiếng đau đớn cô cùng cơ thể thay cho vạn quỷ phiên để thi triển đại trận nay trận bị phá đương nhiên cô sẽ phải hứng chịu phản phệ ngay giây phút đại trận bị phá tô thị a thất liền biến mất khỏi nơi vừa đứng rồi xuất hiện ngay sau cô gái nọ cây pháp đao trong tay đặt lên cổ cô a thất không giết cô ta bởi hắn muốn moi tin từ người này cô nàng biết mình không thể chạy trốn nên cũng không tỏ ý muốn rời đi hơn nữa chưa đợi tô thị a thất mở miệng hỏi cô đã bình tĩnh nói rằng trưởng lão bảo, nếu người muốn tìm A Thập Lục thì hãy đến Nguyệt Đao Tông tìm hắn. Nhiệm vụ của ta là bám chân ngài. Sau đó, trong khoảng thời gian này, A Thập Lục sẽ bị người của trưởng lão bắt mất. Tô Thị A thất giận dữ vô cùng, Nguyệt Đao Tông là cái thứ quỷ gì? Sao lại kiếm chuyện với hắn? Cái thứ tông phải nhỏ bé ấy, đến tên hắn cũng chưa từng nghe qua. Nguyệt Đao Tông ở đâu? Cô nàng xác ướp lắc đầu. Ta không biết, ta chưa từng tới Nguyệt Đao Tông. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, muốn giết muốn chém gì tùy ngài. Điên à, a thất chẳng chút do dự, chém thẳng một đao vào đầu cô nàng, máu tươi vẩy ra. Cô nàng ngã gục xuống đất, hiển nhiên là mất mạng. Đến Nguyệt Đao Tông ở chỗ nào cũng không biết, thế mà còn bảo hắn qua đó, thế chẳng phải điên thì là gì? Nhưng chúng đã bắt tô thì a thập lục, a thất dậm mạnh một bước xuống đất, mặt đất liền sụp xuống một cái hố. Bấy giờ tiếng nhạc êm ái vang lên không phải tiếng A thất thăng cấp sau khi nhận được điểm kinh nghiệm từ việc giết quái, mà là tiếng điện thoại di động của hắn vang lên. A thất lấy điện thoại ra mới thấy số lạ gọi tới. Là cái tên ở Nguyệt Đao Tông ấy hả? Hắn nhận cuộc gọi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói dễ nghe của A thập lục. Alo, A thất, cuối cùng cũng gọi được cho ngươi rồi. Trong phút chốc, vẻ xa sầm trên mặt A thất liền tan biến, cảm xúc từ âm u chuyển sang trời quang mây tạnh. A à Thập Lục, ngươi không sao chứ? Ta vừa bị người bám chân, giờ ngươi ở đâu? Có bị tấn công không? Đại học Giang Nam, cửa đông, đúng là có bị tấn công. Tô Thị A à Thập Lục ngừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng chúng bắt nhầm người, bắt phải thư hàng rồi. Tóm lại, người mau qua đây đi. Đám người của Nguyệt Đao Tông, bị điên thật à. Ta tới ngay đây, người nhớ chú ý an toàn, lần này cam đoan là sẽ tới nơi trong vòng 5 phút. Tô Thị A à thất nghiến răng nghiến lợi, pháp đao ngự không hóa thành một luồng sáng, nâng A thất bay vào thiên không, rồi phóng đi nhanh như chớp. Chưa đến 5 phút đồng hồ, Tô Thị A thất đã đến được cửa đông của Đại học Giang Nam. Hắn tản luồng sáng đi, gỡ thuật ẩn hình từ người mình, rồi rơi xuống ở một khoảng không người, rồi mới nhanh chóng chạy tới bên A thập lục. chương 129, tấn công đi, lũ yếu nhất. Tô Thị A thất bảo. Mọi chuyện cụ thể thế nào, người nói cho ta nghe. A Thập Lục bắt đầu kể lại, từ chuyện bị ông chú ở tiên nông tông tập kích ở bệnh viện, đến việc Tống Thư Hàng ra tay giúp đỡ, rồi đến chuyện thích khách tấn công, cuối cùng là việc Tống Thư Hàng và cô đang chuẩn bị đi tới trụ ở của Thu Phong Express ở Giang Nam để tìm manh mối về tên thích khách. Sau đó, một màn khói hình cầu kỳ quái cướp Tống Thư Hàng đi mất. Đúng rồi, phía sau quả cầu khói kia còn có con khuyển yêu Bắc Kinh. Sau khi nói rõ từ đầu đến đuôi, A Thập Lục hỏi dò. A Thất, người cướp trí bảo của tiên nông tông rồi đánh cho môn nhân của họ bị thương sao ta không phải loại người làm chuyện đó tô thị a à thất lắc đầu nhưng mấy hôm trước đúng là ta từng tới tiên nông tông nói tới đây hắn thoáng nhíu mày lúc ấy ta gặp một người bạn nói chuyện rất hợp khi hắn biết ta đang tìm dược vật để chữa vết thương của thiên kiếp hắn liền đề cử thất hoàng diệu quả của tiên nông tông với ta tiên nông tông là một môn phái nhỏ họ am hiểu việc gieo trồng linh dược cũng có chút danh tiếng trong giới tu sĩ. Lúc ấy, người bạn kia cũng cùng ta tới Tiên Nông Tông để hỏi xem liệu họ có thể bán Thất Hoàng Diệu Quả không, nhưng Tiên Nông Tông từ chối. Thất Hoàng Diệu Quả là thứ trí bảo của tông môn, Tiên Nông Tông đương nhiên sẽ không bán. Khi ấy, ta liền từ bỏ ý định, quyết định đi tìm những dược vật khác. Xem chừng, từ lúc hắn cùng người bạn nọ đi Tiên Nông Tông thì đã bị Nguyệt Đao Tông nhòm ngó rồi chăng? Hơn nữa, sau khi Nguyệt Đao Tông cướp Thất Hoàng Diệu Quả, còn định vu oan giá họa cho hắn. Định khơi màu mâu thuẫn giữa mình và Tiên nông tông để trục lợi chăng? Không tự đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ không chết, sao lúc nào cũng có những kẻ không nhận ra đạo lý ấy chứ. A à thất, giờ chúng ta làm gì bây giờ? Tống thư hàng bị bắt mất rồi." A à thập lục nói, hơn nữa, là do nàng nên cậu ta mới bị bắt đi. Người có biết họ định dẫn Tống thư hàng đi đâu không?" Tô thị A à thất hỏi. A à thập lục lắc đầu, cô nhìn thấy hướng chạy của quả cầu khói đó, nhưng trong lúc chạy, kẻ nọ đổi hướng, còn ngắt hẳn khí tức để đề phòng việc bị lần theo. Mọi chuyện xảy ra đã khá lâu, giờ muốn đổi theo cũng không được. cô có chút lo lắng an nguy của tống thư hàng, lỡ như đang đi được nửa đường, kẻ nọ nhận ra người mình bắt không phải con cháu tô thị, thì không chừng sẽ giết thẳng tống thư hàng. Thời gian trôi qua càng nhiều, thì tình cảnh của hắn lại càng nguy hiểm. đừng lo, trong tay chúng ta còn có manh mối mà tô thị a thất trầm tư một lát rồi giải thích tống thư hàng nói thích khách kia có đồng lõa ấy chính là manh mối giờ chúng ta đi tìm tên đồng lõa đó ngay thôi trong lúc họ nói chuyện chiếc điện thoại trong tay a thập lục vang lên cô mở ra thì thấy đúng là trùng hợp thật ra là cuộc gọi của tiểu giang ở thu phong express a thập lục nhận cuộc gọi alo cậu thư hàng tôi đến cửa đông của đại học giang nam rồi cậu ở đâu thế Giọng của Tư Mã Giang truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. A Thập Lục đảo mắt nhìn quanh, thì trông thấy ngoài cổng trường đậu một chiếc xe chuyển phát bảy chỗ của Thu Phong Express. Giang tiên sinh, chúng tôi thấy anh rồi, giờ sẽ qua luôn đây. Tư Mã Giang nghe thấy giọng nữ liền có chút ngạc nhiên, hắn hỏi với điệu nghi hoặc. Cô là? Tôi là bạn của Tống thư hàng, người cần gặp tên cướp ấy chính là tôi. A Thập Lục đáp, đồng thời cô cùng Tô Thị A thất đi về phía chiếc xe chuyển phát kia. Cậu Tống Thư Hàng đâu? Tư Mã Giang thấy A thất và A thập lục, nhưng không thấy Tống Thư Hàng liền bắt đầu sinh nghi. Bấy giờ, A thất mở miệng, nói với giọng dịu dàng. Cậu ấy có việc gấp nên đã đi rồi, nên mới không đi gặp tên cướp kia với chúng tôi. Yên tâm đi, anh chỉ cần đưa chúng tôi đi gặp tên cướp kia là được rồi. Giọng nói của A thất như chứa đựng thứ sức mạnh thần kỳ nào, nó khiến cho lòng người dịu xuống. Tư mã Giang nghe hắn nói vậy liền gật đầu, chẳng hề hoài nghi, hắn khởi động xe, đi về phía trụ ở của Thu Phong Express ở Giang Nam. Tên cướp nọ bị trông giữ vô cùng nghiêm ngặt, bất giờ hắn đang ngồi chán trường ở trong tầng hầm, người ngẩn ra. Không biết đám người của Tư Mã Giang có đụng độ với Sư Huynh không, nếu đụng độ rồi thì kết cục thế nào? Đại Sư Huynh chịu thiệt, hay là đám người của Tư Mã Giang chết hết? Nói đến đây mới nhớ, không biết Nguyệt Đao Tông có sai người đến cứu hắn không? Trong lúc kẻ nọ đang ngẩn ngơ, cửa tầng hầm bỗng bị ai đó đẩy ra. Từ mã giang dẫn theo một nam, một nữ đi vào mật thất. Kẻ cướp kiện đồ chuyển phát chính là người này, từ mã giang giới thiệu. Cảm ơn, những chuyện sau này cứ giao cho chúng tôi. Giọng của Tô Thị A thất vô cùng êm ái, vẫn chứa đựng cái sức mạnh kỳ diệu khiến lòng người yên ả như ban nãy. Từ mã giang gật đầu, rồi rời khỏi mật thất, còn tiện tay đóng cửa hộ. Đợi hắn đi rồi ngón tay của tô thị a thất mới búng ra một cái thanh đao tùy thân bay lên trên thây đao có đường hoa văn tỏa sáng chỉ trong nháy mắt nó đã dựng lên một trận pháp cách âm khiến người ngoài không thể nhòm ngó tên cướp thấy cảnh này liền biết mọi chuyện không ổn nói đi tên ngươi là gì có lai lịch thế nào ở đây làm gì tô thị a thất thản nhiên nói dù hắn không làm gì nhưng cái khí thế khủng bố tỏa ra từ hắn đè nặng lên người tên cướp bóc khiến hắn không thở nổi ta là triệu bất luật, là đệ tử ngoại môn của Nguyệt Đao Tông. Triệu không luật chẳng chút kháng cực, cứ thế mà khai sạch mọi thông tin về bản thân theo bản năng, ta chỉ nghe lệnh của cao tầng trong tông môn, từ mấy ngày trước đã ở đây, theo dõi vị trí của con cháu Tô Thị từ phía xa xa. Ta chỉ là đệ tử ngoại môn, cao tầng bảo gì ta làm đó, nhưng chuyện khác ta không hề hay biết. Quả nhiên là thành viên của Nguyệt Đao Tông, còn theo dõi vị trí của A Thập Lục từ nhiều ngày trước thậm chí còn trước khi hắn tiếp xúc với tiên nông tông. Nếu thế thì, cái, người bạn, dẫn hắn tới tiên nông tông đáng để suy ngẫm đây. Tô Thị A thất tự nhận mình là người đơn giản, hắn không am hiểu mấy thứ âm mưu quỷ kế, không giỏi đấu khẩu. Từ khi xuất đạo cho đến nay, hắn từng trải qua không ít những mưu ma trước quỷ, nhưng điều duy nhất hắn có thể dựa vào chỉ có cây pháp đao này. Câu hỏi cuối cùng, Nguyệt Đao Tông nằm ở đâu? Tô Thị A thất trầm giọng hỏi. Ở Hoa Nam, nơi đó có một khu rừng rậm trên núi. Vị trí cụ thể ở xxxx triệu bất luật kể sạch tất cả những gì mình biết. Xem ra cũng biết điều đấy. Tô Thị A thất quay đầu lại nói với A Thập Lục, đi thôi, chúng ta đi Nguyệt Đao Tông một chuyến. A Thập Lục lặng lẽ gật đầu. Sau khi họ rời khỏi tầng hầm, mồ hôi của triệu bất luật vã ra như tắm, hắn thở hổn hển đầy điên cuồng. Khi đối diện với Tô Thị A thất, hắn cảm thấy mình như có thể chết bất cứ lúc nào. Ở ngoài cửa ra của tầng hầm, Tư Mã Giang đang đứng đó đợi A Thất và A Thập Lục. Hai vị đã hỏi xong rồi sao? Tư Mã Giang cất tiếng. Đúng thế, đã hỏi được đáp án rồi. Cảm ơn Tư Mã Tiên Sinh. A Thập Lục mỉm cười, chuyện này cũng nhờ có anh, đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ gửi cho anh một món quà. Không cần khách sáo, Tư Mã Giang vội nói. Chúng tôi còn việc, phải đi luôn, anh cứ bận việc của mình đi, tạm biệt. Tô thì A Thất vẫy vẫy tay. Tư Mã Giang gật đầu với vẻ đờ đẫn, rồi nhìn theo bóng họ rời đi. Mãi tới khi Tô Thị A thất đi xa, Tư Mã Giang đột nhiên gãi đầu. Hôm nay mình chúng ta à? Hắn cảm thấy, hôm nay mình dường như nghe lời cái người đàn ông kia quá, đến một đứa con cũng chẳng nghe lời bố nó như thế. Ở đầu bên kia, An Chi Ma Quân dắt tống thư hàng bay một đoạn đường, rồi bỗng nhiên dừng lại. Phía trước của hắn xuất hiện một đống tu sĩ tiên nông tông đang đứng chờ, ánh mắt ứa ra lửa giận. Phía sau hắn là cái con cho Bắc Kinh cứ bám giết không thôi. Đưa Tô Thị A thập lục ra đây, đám tu sĩ của tiên nông tông nói với giọng hung tợn, những đệ tử vốn không giành chiến đấu của tiên nông tông nay lại hừng hực khí thế. Khắc khắc, một lũ yếu nhất mà cũng muốn cản ta sao? An Chi mà quân bị con khuyển yêu kia truy đuổi, sớm đã nổi giận từ lâu chương 130, trời xanh sơ thể nghiệm, dislike. Số tu sĩ tiên nông tông mai phục có 17 người, khí thế vô cùng mạnh mẽ, ai nấy đều ngùn ngụt ý chí chiến đấu. Tiếc là, họ chỉ có mỗi cái ưu điểm đó, thực lực của họ quá yếu, 17 tu sĩ chi viện, chỉ có hai vị thuộc hàng tam phẩm, còn lại thì đều chỉ là nhị phẩm. Hơn nữa, trong giới tu sĩ lân cận, tiên nông tông vốn nổi tiếng với việc sức chiến đấu cực yếu, 17 người này có thể làm được bao nhiêu trò trống thì còn là một việc cần ngẫm lại. Bấy giờ, ông chú của Tiên nông tông đã bay tới từ sau, chân hắn đi một chiếc giày xanh, hiển nhiên, đôi giày này là pháp khí. Dựa vào pháp khí này, hắn có thể đuổi sát nút An Chi Ma quân, thậm chí còn đuổi theo nhanh hơn cả con khuyển yêu kia một chút. Đương nhiên, ấy cũng là do con khuyển yêu kia không dốc toàn lực để đuổi theo, bậc đại yêu như thế, linh trí chẳng kém nhân loại là sao? nó nhận ra ông chú tiên nông tông này và an chi ma quân có mâu thuẫn nên quyết định đi sau trục lợi mặc cho ông chú này đánh trận đầu chưa thấy hình của ông chú tiên nông tông mà đã nghe tiếng của hắn xông lên chính cái luồng khói đen này cướp mất con cháu tô thị đánh hắn đi tiếp sau ông chú nọ gầm lên một tiếng giận dữ rồi nhảy vút lên cơ thể xoáy tròn thành dạng mũi khoan đâm thẳng về hướng an chi ma quân vừa ra tay đã tung ngay đại chiêu rồi 17 tu sĩ khác của tiên nông tông cũng dùng mọi thủ đoạn mình có để tấn công theo. Chỉ tu sĩ tứ phẩm mới có khả năng ngựa kiếm, nên ngoại trừ ba vị dùng pháp khí dạng cung, thì đa số những tu sĩ của tiên nông tông đều dựa vào pháp khí để nhảy lên cao như ông chú kia, cùng nhau chiến đấu. Tính cả ông chú kia thì hiện có 18 vị tu sĩ tiên nông tông, mỗi người đều nhảy cao tới chừng 5 tầng lầu, rồi lao vào tấn công ầm ầm. Khi họ nhấc tay tung quyền, chân khí bắt đầu xáo động, các loại tia sáng màu mè tung ra vùn vụt, còn hoành tráng hơn cả mấy bộ phim võ hiệp. Sau đó, tổng sát thương họ gây lên An Chi Ma Quân là Không, An Chi Ma Quân đứng giữa không chung, hắn cười lạnh một tiếng, làn khói đang thực thể hóa, tạo thành một quả cầu phòng ngự toàn diện khắp 360 độ. Choang choang choang, mọi đòn tấn công của các tu sĩ tiên nông tông đều phí hoài, chúng chỉ bắn được vài tia lửa ở phía ngoài lớp phòng ngự kia. Sau đó, dưới tác dụng của lực hút của trái đất, chúng tu sĩ lại rơi xuống đất. An Chi Ma Quân chẳng thèm để ý đến đám yếu nhất đó, ánh mắt của hắn đưa về phía xa, con chó Bắc Kinh kia le lưỡi, lao nhanh về phía hắn. Chỉ cần 10 nhịp thở nữa thôi, con chó ấy sẽ cắn được hắn. Trong vòng 5 nhịp thở, phải xử lý sạch đám yếu nhất này. An Chi Ma Quân nghĩ thầm. Gào, hắn hô lên một tiếng, lớp phòng ngự hình cầu nổ bung, hóa thành trăm thanh đoạn kiếm màu đen đi, ăn chi mà quân lại hô thêm tiếng nữa, trăm cây đoàn kiếm kia liền sống động như đàn cá ăn thịt, chúng phân công nhau, tản ra rồi tấn công thẳng về phía 18 vị tu sĩ của tiên nông tông. Phập 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 phập, tiếng lưới kiếm sắc bén găm vào xác thịt vang lên không ngừng, máu tươi phun ra, tiếng la hét rền rĩ không nguôi. Chỉ trong một nhịp thở, ngoại trừ ông chú nọ và hai vị tu sĩ tiên nông tông tam phẩm, thì những thành viên khác của tiên nông tông đều đã gục xuống đất, trên người ai nấy đều có hơn 10 vết đâm. Vừa đối đầu đã bị giết hơn nửa chỉ trong chấp nhoáng, chỉ có thể nói rằng, không hổ là người của tiên nông tông. Tu sĩ hạng tứ phẩm trở nên, đúng là khó đối phó. Ông chú của tiên nông tông nghiến răng nghiến lợi. Ngự kiếm pháp môn, tu sĩ tứ phẩm. Ở thời cổ đại, tu sĩ tứ phẩm được xưng là hư đan tu sĩ, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể ngưng tụ kim đan, trở thành linh hoàng ngũ phẩm kim đan. Bên họ có nhiều người như thế, nhưng cũng chẳng thể chống lại đối phương chết tiệt viện quân cực mạnh của tiên nông tông bọn họ còn đang trên đường tới còn cần chút thời gian nữa mới tới nơi nhất định phải chống cự được ít nhất cũng phải chống cự được đến khi chính năng sư huynh tới còn đang nghĩ như vậy thì ông chú nọ bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn về khu vực trong tâm của làn khói hở làn khói đen hộ thể đã hóa thành đoàn kiếm để tấn công thành thử màn khói đã tan đi để lộ gương mặt thật của An Chi Ma Quân. Ấy là một người đàn ông cao lớn, tóc ngắn, khoác trên mình bộ giáp màu đỏ. Gương mặt của hắn bị che một làn xương đen, khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan. Nhưng đấy không phải là điều đáng lưu ý, điều đáng lưu ý chính là kẻ đứng sau lưng An Chi Ma Quân. Sau lưu An Chi Ma Quân có một cái đuôi rất lớn, cái đuôi này hóa thành một bàn tay khổng lồ, bàn tay đó đương túm lấy một người theo lý thuyết thì cái người đang bị túm phải là cô nàng tô thị a thập lục mới đúng nhưng giờ người ông chú của ttn trợn tròn mắt để nhìn lại là một thanh niên tuấn tú thằng lừa đảo ông chú nọ chỉ vào tống thư hàng gào lên giận dữ thằng khốn sao lại là mày tô thị a thập lục đâu hả ăn chi ma quân cũng sửng sốt hắn quay đầu lại nhìn cái sinh vật hình người ở trên đuôi mình ha ha quẹ tống thư hàng cười thảm một tiếng hắn từng mơ rất nhiều lần cái cảnh được bay giữa mây xanh. Trong tưởng tượng của hắn, hắn sẽ là người lái máy bay, như cánh chim ưng giữa trời cao, được tung hoành khắp thiên địa. Hoặc đợi đến khi học được ngự kiếm phi hành, mình sẽ đứng trên kiếm quang mà đi, ngạo tiếu khắp năm châu bốn bể. Hình ảnh ấy oai phong và khoáng đạt đến nhường nào chứ? Nhưng hắn không ngờ rằng, lần mình được bay thật trên không trung đầu tiên, lại là lần mình bị người ta chộp lấy rồi bắt bay lượn trong gió. Hơn nữa, đuôi của An Chi ma quân hóa thành bàn tay khổng lồ, túm chặt lấy hắn, trên đường đi nó còn quẫy điên cuồng, thiếu điều khiến nội tạng hắn trào hết ra. Cái lần bay đầu này, phải bấm cho 32 cái dislike. Nó đập tan nát cái giấc mơ, làm thằng đàn ông phải chinh phục được bầu trời. Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực thì vô cùng tàn khốc. Không phải Tô Thị A thập lục sao? An Chi ma quân nghi hoặc hỏi. Ha ha! Tống Thư Hàng dùng nụ gượng gạo đầy trào phúng để diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ. Nếu đã không phải là A Thập Lục, thì lúc ta hô con cháu Tô Thị, ngươi trả lời lại làm gì? An Chi Ma Quân giận dữ nói. Ha ha, sau khi yên lặng một hồi, Tống Thư Hàng quyết định đáp lại bằng nụ cười gượng đầy trào phúng khác. Cái con khỉ mốc chứ, lúc đấy ta chỉ hỏi lại, kẻ nào, thôi mà. Chỉ vì cái câu đó mà ngươi cho rằng ta là Tô Thị A Thập Lục rồi túm lấy ta sao? mục tiêu có vấn đề, rút lui. Ông chú dở hơi của tiên nông tông quyết định vô cùng nhanh chóng, hắn hô lên như vậy. Về phần cái thằng lừa đảo chết tiệt này sống hay chết thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ để ý tới tô thị A thập lục. An chi ma quân ngừng thở hai nhịp. Khắc khắc khắc, thú vị thật, thú vị thật. Bỗng nhiên, ma quân cười sang sảng, không ai hiểu hắn nghĩ gì, có gì mà buồn cười chứ. Ha ha, kiếm, bấy giờ, Tống Thư Hàng khó khăn lắm mới túm được bảo phù trong túi áo rồi kích hoạt nó. Ban nãy bị ma quân siết chặt, vật vã lắm hắn mới dùng ngón tay để cầm kiếm phù được. Nhân lúc ma quân vừa thoáng ngạc nhiên, cuối cùng thì hắn cũng tìm được cơ hội để dùng kiếm phù. Kiếm phù được kích hoạt, phía sau Tống Thư Hàng hiện lên một bóng dáng mờ ảo, bóng dáng ấy đứng ngại nghĩ nhìn về phía an chi ma quân. Sau đó, bóng dáng nọ rút cây đại kiếm, Dựa theo ý nghĩa của Tống thư hàng để chém một nhát vào đuôi của An Chi Ma Quân. Luồng kiếm quang rực rỡ lao ra, ghim chặt An Chi Ma Quân. Trong mắt An Chi Ma Quân, khắp thiên địa chỉ còn lại nhát kiếm này, không tồn tại bất cứ sự vật nào khác. Đây chính là phù bảo được một vị phù đạo đại sư chế tạo, kiếm quang này chính là một bộ kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Nhưng tu vi của vị phù đạo đại sư kia không cao, ít nhất là khi chế tạo lá bùa này, thì hắn chưa ngưng tụ được kim đan để tấn chức linh hoàng. Vậy nên, uy lực của nhát kiếm này cũng chỉ có uy lực của một tu sĩ tam phẩm. Chương 131, gặp yêu thú ăn thịt cỡ lớn thì phải làm thế nào? Đối mặt với kiếm quang chém xuống đuôi mình, An Chi Ma Quân đột nhiên cười lên một tiếng quái dị. Hắn buông lỏng đuôi, vứt tống thư hàng xuống từ trên cao không ai biết được tư duy logic của đám ma tu chạy theo đường nào, tống thư hàng chém ra một kiếm vốn là muốn ép ma quân phải vứt mình ra để thoát thân. Ai ngờ chưa chém tới, an chi ma quân đã chủ động ném hắn xuống rồi. Có lẽ đối với ma quân mà nói, nếu tống thư hàng không phải tô thị A thập lục thì chẳng có giá trị gì cả đúng không? Hay là hắn đã có tính toán khác rồi? Không ai đoán được hắn nghĩ cái gì trong đầu. Ngay sau đó, An Chi Ma Quân vỗ mạnh hai tay, Tiểu kiếm màu đen đầy trời bay vùn vụt về, hình thành một kiếm cầu ngay trước người ma quân. Kiếm cầu đón đánh phủ bảo kiếm quang ngay chính diện. ầm, um, kiếm cầu màu đen và kiếm quang rực rỡ hòa vào làm một, chân khí nổ vang, sóng khí hóa thành thực thể cuồn cuộn nổi lên bốn phương tám hướng. Tống thư hàng đang rơi xuống giữa không trung bị sóng khí ấy quét chúng, cả người tăng tốc cắm xuống đất như một quả tên lửa. Lúc này Tống thư hàng đang lao xuống như tên lửa chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đừng có rơi vào cái gì cứng đó nha. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, luồng sóng khí cuộn lên bởi đao quang kiếm ảnh tan đi, An chi ma quân vẫn đứng ngạo nghễ giữa hư không như cũ, cả thân thể được nâng đỡ bởi một luồng độn quang màu đen. Không tổn thương lấy một cọng tóc, tư thái cao thủ phô bày chẳng chút kiêng dè. Gâu gâu, đúng lúc này, đại kinh ba từ đằng xa sủa vang hai tiếng bốn chân đột nhiên mọc ra bốn bánh xe cực kỳ giống phong hỏa luân. Có phong hỏa luân tương trợ, tốc độ chạy của khuyển yêu đại kinh ba nhanh hơn gấp mấy lần, đến gần, nó dùng thế cho đói vổ mồi há miệng lao thẳng vào ma quân. Ôi mẹ ơi, sao con chó này cứ đuổi theo ta mãi không buông thế? Phong phạm cao thủ của ma quân duy trì không đến hai giây đã bị phá vỡ. Hắn vội vàng thu hết tiểu kiếm đen xì đầy trời, một lần nữa hóa thành xương khói di chuyển giữa không trung, Chật vật tránh né khuyển yêu đại kinh ba âm um, tống thư hàng rốt của cũng rơi xuống đất tuy may mắn không rơi vào vật cứng gì nhưng hắn vẫn thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đã vỡ nát ra đau đớn kịch liệt tràn lên không ngừng kích thích thần kinh của hắn lúc này hắn mới cảm thấy mấy hôm trước mình chăm chỉ tu luyện là một quyết định quá sáng suốt may mà tố chất thân thể tăng lên như bây giờ hắn mới không bị ngã chết luôn bên kia ông chú tiên nông tông và hai tu sĩ tam phẩm khác đang chăm sóc cho các đồng bạn của mình tu sĩ tiên nông tông cũng khá là may mắn tuy rằng nhiều người bị thương nặng ngã xuống đất nhưng ít ra không ai chết cả con chó kia mày chờ đó cho bản quân bản quân mà ra tay chắc chắn sẽ làm thịt mày bày thành một mâm ăn chi ma quân trên bầu trời gào thét phẫn nộ xem ra hắn đã thất thế trong miệng đại kinh ba rồi ngay sau đó thân thể hắn hạ xuống như chim cắt bắt gà con, túm lấy ông chú tiên nông tông. Ma quân không bắt tống thư hàng mà bắt ông chú kia, sau đó bỏ chạy xa tít. Chẳng lẽ ma quân bị cận thị nên bắt nhầm người à? Trong hư không, đại kinh ba phun ra một đống đặc chất đen xì, trong mắt chó tràn đầy sự khinh miệt. Gâu gâu, chính nước sư huynh, một nữ tu sĩ trong hai vị tu sĩ tam phẩm của tiên nông tông thấy ông chú bị bắt đi thì kêu lên sợ hãi. Sau đó cô lập tức thả người nhảy lên, đuổi theo hướng An Chi Ma Quân. Thì ra, ông chú Tiên nông tông khờ khờ kia có đạo hào là chính đức. Tu sĩ tam phẩm còn lại cũng muốn đuổi theo, nhưng nhìn các sư đệ bị thương nằm đầy đất thì chỉ có thể âm thầm cắn răng, cô nên ý muốn truy đuổi mà ở lại trị liệu cho đồng đội. Các đệ tử Tiên nông tông bị thương được hắn giúp đỡ ngồi dậy, khoanh chân điều tức, chữa trị vết thương. Tu sĩ tam phẩm khẽ thở dài, sau đó đưa mắt nhìn Tống thư hàng đang nằm phía xa. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn quyết định bước qua nâng tống thư hàng nửa ngồi dậy, cho hắn uống một viên đan dược trị thương. Tiên nông tông am hiểu việc gieo trồng các loại linh thảo và tiên dược, trong tông có vô số đan dược các loại, cho nên mới nỡ cho một người xa lạ viên đan dược trị thương này. Mặt khác, đây cũng là phong cách của tiên nông tông. Phong cách của môn phái họ rất thuần phác, đa phần các đệ tử đều rất lương thiện, nếu không phải lần này trí bảo tông môn thất hoàng diệu quả bị người ta cướp đi thì họ đã không giận dữ đến vậy. Âu cũng là do giới tu tiên mấy trăm năm nay tương đối bình yên. Nếu không cái môn phái đã hiền lành mà sức chiến đấu còn không cao này khó mà có thể duy trì được đạo thống của mình. Tống thư hàng uống viên đan dược kia xong thì cảm nhận được một luồng khí thức mát lành từ miệng chảy vào lục phủ ngũ tạc, cực kỳ rõ ràng. Nội phủ đau nhức nhờ có luồng khí thức mát lành này mà nhanh chóng trở nên thoải mái. Chỉ sau vài nhịp thở, vết thương trong cơ thể đã khỏi hẳn. Cảm ơn, Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, bò dậy khỏi mặt đất. Tu sĩ tam phẩm nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài nói. Không cần khách khí. Khi bọn họ nói chuyện, các đệ tử tiên nông tông cũng đã điều thức xong xuôi và tụ tập lại đây. Ông chú tên chính nước kia bị bắt đi, một vị tu sĩ nữ cảnh giới tam phẩm đuổi theo hướng hắn. Bây giờ người có thân phận cao nhất thực lực cao nhất trong đám tu sĩ tiên nông tông ở đây chính là tu sĩ tam phẩm bên cạnh Tống Thư Hàng. Một đệ tử gương mặt còn non nớt lên tiếng hỏi. Chính ngôn sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tô Thị A thập lục không bị bắt, ngược lại sư huynh chính đức của họ lại bị quái nhân tóm đi, đến cả sư tỷ chính duyệt cũng đuổi theo luôn, đúng là tiền mất tật mang, chỉ trài chìm hết mà. Nghĩ đến đây, đệ tử trẻ tuổi hung tợn lường tống thư hàng chằm chằm hắn cảm thấy tất cả những việc này đều là từ tống thư hàng mà ra. Chúng ta chờ chính năng sư huynh đến rồi nói sau. Chính nước sư huynh có chính duyệt sư muội đuổi theo, nhớ duy trì liên lạc với muội ấy. Chính ngôn thở dài, chính năng sư huynh, chính là tu sĩ tứ phẩm trong tiểu đội viện quân của họ lần này, cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong tiên nông tông hiện tại. Nhất thời, các thành viên tiên nông tông đều giàu dĩ. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nhấc tay nhẹ giọng hói. Này, tuy vấn đề này nói ra thì rất ngại, nhưng ta có thể hỏi một câu không? Hừ, đệ tử mặt trẻ con hừ lạnh một tiếng. Mời đạo hữu nói đi, chính ngôn sư huynh đáp. Ta muốn biết, nếu có một yêu thú cường đại đang lao về phía chúng ta, thì chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Tống Thư Hàng ngước mắt hướng thiên không. Khuyển yêu đại kinh ba đã chán ngấy trò chơi truy đuổi An Chi Ma Quân, sau khi nó đạp phong hỏa luân lượn một vòng thì lè lưỡi xoay người phi về phía đám người tiên nông tông. Các đệ tử tiên nông tông nhìn con khuyển yêu đại kinh ba đang phóng tới mà ngu người, chẳng ai trả lời được câu hỏi của Tống Thư Hằng cả. Nó có ăn thịt không? Có người nhẹ giọng hỏi. Chắc cú luôn, Tống Thư Hàng đáp, người thấy con chó nào chê thịt rồi à? Chúng ta phải trốn sao? Lại có người hỏi ngu. Ai mà chạy trốn nổi con đại kinh ba này chứ? Huống hồ nó còn biết bay đấy. Chẳng lẽ đành nghe theo số trời à? hoặc là ngồi đó mà hy vọng con đại kinh ba này không đói bụng đi đúng rồi trước khi ta rời khỏi tông môn chính hoàng sư huynh có cho ta một quyển sổ tay ứng phó với các loại nguy cơ có lẽ có thể dùng được đấy lúc này đệ tử mặt mũi trẻ con đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn lục tung trong người tìm ra một quyển sổ cứng bìa ra chính hoàng sư huynh là nhân viên chuyên nghiệp chuyên nuôi dưỡng yêu thú trong tiên nông tông hơn nữa thường xuyên du lịch bên ngoài có kinh nghiệm mạo hiểm vô cùng phong phú Nói không chừng hắn có ghi lại cách đối phó với yêu thú cỡ lớn cũng nên. Chương 132, ta họ Tống, đây là chứng minh thư của ta này. Tống thư hàng nhìn cuốn sổ bìa da cứng với ánh mắt đầy nghi ngờ, thứ này chẳng phải là cẩm nang diệu kế, liệu có dùng được thật không đây? Tìm được rồi, đoạn này, thân là một nhân viên nuôi dưỡng yêu thú chuyên nghiệp, ta giới thiệu cho mọi người một số kinh nghiệm của bản thân cùng với kinh nghiệm được truyền miệng của các vị tiền bối nuôi dưỡng yêu thú khác. Giả thiết bây giờ các người gặp phải yêu thú dạng chó, mèo cỡ lớn thì phải làm sao?" Đệ tử mặt trẻ con hưng phấn đọc. "Chính hoàng sư huynh thực sự là quá tuyệt vời, đây chính là thứ mà chúng ta cần nhất đấy." Đọc tiếp xuống dưới. "Lúc này, người căn bản không được sợ hãi, phải duy trì bình tĩnh. Đầu tiên, hãy chú ý đến ánh mắt của yêu thú cỡ lớn, nếu thấy nó cúi đầu nhìn chằm chằm ngươi không rời mắt thì phải coi chừng." bởi vì ta có thể khẳng định trăm phần trăm với ngươi điều này chứng minh nó đã xếp ngươi vào menu của nó rồi đấy đệ tử tiên nông tông lập tức ngẩng đầu lên nhìn khuyển yêu chó bắc kinh quả nhiên đúng như sổ tay của sư huynh ghi lại nó đang lom lom mắt chó nhìn từng người rồi dần dần đến gần đây là tiết tấu gom cả lũ vào menu chứ còn gì nữa mau đọc tiếp đi chính hoàng sư huynh có ghi lại cách ứng phó với khuyển yêu cỡ lớn không những người khác kêu lên Đệ tử mặt trẻ con đọc tiếp. Lúc này, sư đệ ngươi đừng sợ hãi, phải duy trì bình tĩnh. Nhớ không được cúi đầu khom lưng để lộ điểm yếu hại của mình, làm vậy sẽ khiến yêu thú nghĩ rằng ngươi là thức ăn chỉ cần muốn là sực, cũng phải nhớ không được quay người chạy, vì sư đệ chạy nhanh cách mấy cũng không bì được với yêu thú, ngược lại còn gợi ra bản năng săn mồi của nó. Đặc biệt đối với yêu thú họ mèo, chúng nó rất thích trêu đùa con mồi đang trốn chạy, dù không đói cũng thích vần con mồi đến chết mới thôi trong trường hợp này người phải cố gắng đứng thẳng người ánh mắt phải nghiêm nghị mặt mũi phải tràn ngập sự giận dữ sau đó người giang hai tay ra hướng về yêu thú miệng hô to tiếng ví dụ khốn khiếp có giỏi đến đấp bố đi không đấp thì mày là con chó kiểu như vậy để phát ra khí thế khi đệ tử mặt trẻ con đọc tới đây lập tức có đệ tử tiên nông tông đứng ra thực hành hắn giang hai tay đứng trước mặt chó bắc kinh ánh mắt đong đầy nghiêm nghị dùng giọng điệu phẫn nộ hét lớn khốn khiếp có giỏi đến đấp ông đây đi không đấp thì mày là con chó gầm thét vang vọng thế tựa cầu vồng tống thư hàng hoài nghi không biết làm thế có tác dụng thật không có khi lại còn chọc giận yêu khuyển chó bắc kinh kia ấy chứ hắn nhớ trong nhóm cửu châu số một có tiền bối từng nhắc khi đang nói chuyện phiếm rằng yêu thú phẩm chất cao đều có trí tuệ không kém con người thậm chí còn có thể nói được cả tiếng người ấy thế mà cái phương pháp làm cho người ta xa mạc lời này lại hữu hiệu yêu khuyển chó bắc kinh trên bầu trời thực sự dừng lại ngồi xuống giữa hư không thè lưỡi nhìn đệ tử tiên nông tông nọ có hiệu quả có hiệu quả thật đó mau lật tiếp xem giờ làm thế nào nữa làm sao mới đuổi được con khuyển yêu này đi vị đệ tử ánh mắt nghiêm nghị mặt đầy nộ khí kia thấy thế thì trong lòng tràn ngập niềm tin đệ tử mặt mũi trẻ con gật đầu lòng mang chờ mong mở ra trang kế chỉ thấy trang tiếp theo có vỏn vẹn một câu. Làm như vậy, người có thể chết trong tư thế hiên ngang. Gạch nối. Đùa nhau à? Đệ tử mặt trẻ con đóng ụp sổ lại. Chính Hoàng Sư Huynh, tiên sư bố ông, sao ông có thể hại sư đệ thế hả? Mau nói bước tiếp theo đi, ta đã chấn nhiếp được con yêu khuyển này rồi. Nói mau bước kế phải làm sao? Bằng không cứ thế này chẳng chấn được bao lâu đâu. Đệ tử đang hiến thân kích động nói. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Đệ tử mặt trẻ con nước mắt vòng quanh, muốn khóc quá. Khuyển yêu chó Bắc Kinh ngồi giữa không chung, nhìn đệ tử tiên nông tông đang gào thét với ánh mắt mang ý cười chiêu tức. Đúng vậy, Tống Thư Hàng dám cam đoan mình tuyệt đối không nhìn nhầm, thần thái trong ánh mắt con khuyển yêu kia sinh động vô cùng. Nhìn thấy biểu cảm ấy của nó, trong lòng Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Ít nhất thì con chó Bắc Kinh này không có ác ý với đám người mình đây sau khi cười xong, nó đứng dậy rũ lông trên người rồi đạp gió mà đi. Trước khi đi, nó còn liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái thâm sâu cực kỳ. Sau khi khuyển yêu rời đi, các đệ tử tiên nông tông đều thở phào nhẹ nhóm, bạn trẻ đứng ra gào thét với khuyển yêu cho Bắc Kinh ngồi bệt mông xuống đất, không nhấc nổi người lên. Biện pháp mà chính Hoàng Sư Huynh ghi lại đúng là hữu hiệu thật, con đại yêu khuyển đó đi thật kia. Đệ tử nọ không biết mình vừa đi dạo quỷ môn quan một lần, còn tấm tắc tán thưởng phương pháp lừa người của chính Hoàng Sư Huynh, lần sau mà gặp miêu yêu khuyển yêu gì đó thì không cần phải sợ nữa rồi. Đệ tử mặt trẻ con âm thầm cầm chặt quyển sổ, hắn đang suy nghĩ xem có nên mang câu cuối cùng ghi trong sổ ra cho Sư Huynh kia xem không. Nếu không cho xem, lần sau Sư Huynh gặp yêu thú cỡ lớn mà lại coi trời bằng vung đứng ra mắng nó, sau đó bị nó ngoạm luôn thì làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu, vết thương của các đệ tử tiên nông tông cuối cùng cũng khôi phục bọn họ tụ tập thành vòng, chờ chính năng sư huynh, đáng tin cậy, tới đây. Tống Thư Hàng dựa lưng vào thân cây ngồi một mình một xó. Tiếp theo, phải nghĩ cách về Đại học Giang Nam mới được. Hắn bị ném ở cái vùng giã ngoại hoang vu này, phải đi bộ tìm xem xung quanh có đường cái hay không. Mặt khác, tốt nhất là có thể gọi điện liên hệ với Tô Thị A Thập Lục, thuận tiện báo bình an cho cô ấy. Thêm cả chuyện của tiên nông tông. Tống Thư Hàng nhìn các đệ tử tiên nông tông ngồi cùng nhau, hắn nợ họ cái hai nhân tình. Nếu không có họ tấn công An Chi Ma Quân, hắn thậm chí còn không có cơ hội thoát thân. Sau đó, vị chính ngôn sư huynh kia còn cho mình một viên đan dược trị thương nữa. Nghĩ đến đây, hắn day day huyệt thái dương. Tiên nông tông và Tô Thị A thất còn có ân oán chưa giải quyết đấy, tuy rằng trong ân oán này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hình như người của tiên nông tông đã nhận định người phạm tội là A thất rồi. Tống Thư Hàng còn đang suy tư thì đệ tử tiên nông tông mặt trẻ con đã đi đến trước mặt hắn, cố gắng làm vẻ hung tợn mà hỏi. Người có phải là hậu bối của Tô Thị không? Câu hỏi của hắn khơi gợi hứng thú của rất nhiều đồng bạn, bởi vì bọn họ cũng đang hoài nghi thân phận của Tống Thư Hàng. Ta không phải hậu bối của Tô Thị, hẳn là các ngươi đã nghe ông chú lúc trước gọi rồi đúng không? Ta chỉ là người bị hại vô tội bị An Chi Ma Quân bắt nhầm thôi. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Người có chứng cứ gì? đệ tử mặt trẻ con hỏi tiếp. Chứng cứ, Tống Thư Hàng không ngờ có một ngày lại phải chứng minh với người khác mình chính là mình. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy ví ra. Nếu cứ nhất định cần có một thứ thì cái này được không? Hắn lấy chứng minh thư ra khỏi ví. Tên, Tống Thư Hàng. Ngày, tháng, năm sinh. Chính ngôn sư huynh, tu sĩ tam phẩm của tiên nông tông nhẹ nhàng đi qua, nhận lấy chứng minh thư của Tống Thư Hàng, xem xét. Ừ, Hắn họ Tống, đúng là không phải hậu bối Tô thị." Chính ngôn sư huynh thật thà nói, sau đó trả lại chứng minh thư cho Tống thư hàng. Các đệ tử Tiên nông tông vừa vui mừng vừa thất vọng cúi đầu xuống. Nhớ hắn theo họ mẹ thì sao? Đệ tử mặt trẻ con dường như không muốn cứ thế bỏ qua cho Tống thư hàng, cứ nhất quyết không tha mà hỏi, có khi họ nội của hắn là Tô cũng không chừng. Tống thư hàng bất đắc dĩ. "Ta nói nè, đừng có tùy tiện thay đổi tổ tông của người khác được không?" thật ngại quá, vì nhiệm vụ có chút vướng mắc nên các sư đệ của ta hơi nóng ruột. Chính ngôn sư huynh trách cứ đệ tử mặt trẻ con, đuổi hắn về bên cạnh đồng đội của mình. Sau đó, chính ngôn ngồi xuống bên người tống thư hàng. chương 133, âm mưu từ các phía. Hôm đó, Tô Thị A thất hẹn gặp tông chủ của chúng ta. Hắn là tu sĩ ngũ phẩm thành danh đã lâu, tiên nông tông chúng ta đương nhiên dùng lễ đối đãi với hắn. A thất trao đổi với tông chủ của chúng ta hồi lâu, từ đầu đến cuối khách chủ cùng vui. Sau đó Tô Thị A thất hỏi xin thất hoàng diệu quả của chúng ta, vì hắn có một hậu bối độ kiếp thất bại, bị thương bởi thiên kiếp, hắn đang tìm thuốc có thể chữa trị vết thương cho hậu bối ấy. Vì được người giới thiệu nên mới tới tiên nông tông, thất hoàng diệu quả là trí bảo tương truyền đời này qua đời khác của tiên nông tông bọn ta, về sau không hiểu sao một vài đạo hữu biết được chuyện này, còn lan truyền thông tin nó là thần dược. Cuối cùng, dược hiệu của nó càng truyền rộng thì càng cao siêu, lên tới mức có thể chữa khỏi được cả vết thương thiên kiếp gây ra. Thú vị một điều là đến chính bọn ta còn không biết thất hoàng diệu quả có công hiệu này nữa đấy. Nói tới đây, chính ngôn sư huynh tự diễu cười. Lời đồn gặp trí giả át tiêu tan, thế nhưng trên đời lắm kẻ ngu hoành hành, đặc biệt là một vài người đang rơi vào tuyệt vọng lại càng cực đoan, tin nhầm còn hơn bỏ sót. Tống Thư Hàng không hiểu vì sao chính ngôn lại nói những chuyện này với mình, thế nhưng chuyện có liên quan đến A Thất Tiền Bối, hắn cứ lẳng lặng nghe là được. Cuối cùng, Tô Thị A thất hỏi chúng ta có thể từ bỏ thất hoàng diệu quả hay không? Hắn sẽ lấy bảo vật giá trị lớn hơn để trao đổi nó. Tông chủ của bọn ta cự tuyệt hắn, bởi vì thất hoàng diệu quả là trí bảo tông môn, hơn nữa không có hiệu quả chữa thương thiên kiếp, chẳng có gì để mà giao dịch cả. Tô Thị A thất ngược lại không hề cưỡng ép, sau khi cáo biệt tông chủ thì cùng đồng bạn rời khỏi tông môn. Nói tới đây, chính ngôn dừng lại một chút rồi nhíu mày kể tiếp. Nhưng chúng ta không ngờ là, Ngày đêm đó Tô Thị A thất lại xâm nhập Tiên Nông Tông, đánh bị thương 18 đệ tử trong tông và cướp đi thất hoàng diệu quả. Đây chính là đầu đuôi ân oán giữa Tô Thị A thất và Tiên Nông Tông. Cho nên mới có chuyện ông chú kia theo dõi A thập lục muốn bắt giữ cô ấy, ép Tô Thị A thất phải ra mặt. Tống thư hàng nghe đến đó thì hơi cau mày. Hắn nhớ đến tên sát thủ muốn ám sát A thập lục, đằng sau ân oán giữa Tiên Nông Tông và A thất chắc chắn là có kẻ châm ngòi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng cố gắng hết sức khiến cho giọng điệu của mình thật ôn hòa. Xin hỏi, mọi người có thể khẳng định người xâm nhập tiên nông tông hôm đó đúng là A Thất sao? Đương nhiên là có thể khẳng định, đêm đó chính năng sư huynh thực lực mạnh nhất tông môn chúng ta cùng với 30 sư huynh đệ phụ trách thay phiên nhau trông coi bí địa của tông môn. Tô Thị A Thất đột nhiên xuất hiện, chỉ một đao đã đánh bại chính năng sư huynh của ta và làm trọng thương 18 đệ tử. Đệ tử tông môn ta tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài của hắn, còn thấy cả đao pháp, thiên đao táng tịnh hải, độc nhất vô nhị của hắn nữa. Tống Thư Hàng run cả khóe miệng, quá nhiều điểm đáng ngờ, hắn không biết phải bới móc từ chỗ nào mới được. Tô Thị A thất xông vào nhà người ta ăn cướp mà còn để người ta thấy mặt thật của hắn á. Hơn nữa, hắn lén lút làm chuyện xấu vào giữa đêm hôm khuya khoát, mà còn phô trương đi dùng độc môn bí kỹ của bản thân, sợ người ta không nhận ra hắn hả. Mấy người nói coi Tô Thị A thất ngu ngốc đến mức nào, hay là cuồng vọng đến mức nào thì mới làm ăn kiểu đó đây. Ta đoán ngươi có chút giao tình với hậu bối của Tô thị, cho nên mới kể chuyện này với ngươi. Hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào ân oán giữa Tiên nông tông bọn ta và Tô thị a thất nữa." Chính ngôn sư huynh nói. Hắn muốn khuyên Tống thư hàng đừng tự cuốn vào chuyện thị phi này. Suy tư một lát, Tống thư hàng đáp: "Ta không biết rõ về ân oán giữa A thất tiền bối với các người nên không có quyền lên tiếng." tuy nhiên có việc này ta nghĩ nên cho các người biết thì tốt hơn chuyện cũng mới xảy ra cách đây không lâu thôi lúc đó ông chú kia của tiên nông tông mọi người muốn bắt sống tô thị a thập lục nhưng thất bại tiếp đó ổng lui binh thế nhưng sau khi ổng đi không lâu thì có một tên sát thủ đột nhiên ra tay muốn giết tô thị a thập lục nếu không phải trùng hợp có ta đang ở đó thì có lẽ a thập lục đã bị giết rồi nói xong việc đó tống thư hàng không giải thích gì thêm nếu đối phương tin tưởng hắn thì sẽ suy nghĩ đến ý tứ trong lời hắn nói, nếu người ta không tin hắn thì hắn giải thích chỉ càng làm giảm hiệu quả mà thôi. Chính ngôn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hoa Nam, Lam Nguyên Cốc Nguyệt Đao Tông đã di chuyển cả Tông khỏi trốn cũ, đi tới Lam Nguyên Cốc. Lam Nguyên Cốc vốn là nơi tị nạn mà Nguyệt Đao Tông âm thầm xây dựng từ nhiều năm về trước, trong cốc đầy đủ tất cả mọi thứ, chẳng khác nào Tông môn thứ hai của Nguyệt Đao Tông, vì đã có chuẩn bị từ sớm nên tốc độ di chuyển của đệ tử Nguyệt Đao tông cực nhanh, chưa đến 3 tiếng đồng hồ đã di rời xong xuôi. Dưới sự sắp xếp của các trưởng lão trong tông, đệ tử Nguyệt Đao tông dựa theo thân phận và địa vị của mình để lựa chọn chỗ ở trong cốc và sắp xếp các loại vật phẩm. Cuối cùng, họ bố trí một đại trận bảo vệ tông môn trong Lam Nguyên cốc. Trận pháp hộ tông này đã được công tử Hải trưởng lão nghiên cứu thay đổi. Một khi phát động thì có thể khiến cho các đệ tử Nguyệt Đao tông trong trận tăng lên hai lần lực chiến ở thời gian ngắn. Đệ tử Nguyệt Đao tông tin rằng chỉ cần có trận pháp này thì cho dù là tu sĩ ngũ phẩm linh hoàng đã ngưng tụ kim đan đến đột kích, bọn họ cũng có thể ngăn cản được. Sau khi dàn xếp thỏa đáng hết thảy, công tử Hải trưởng lão báo cáo hiện trạng với tông chủ Bá Thiên Quân, sau đó rời khỏi chỗ tông chủ, về chỗ ở riêng của hắn ở Lam Nguyên Cốc. Chỗ hắn ở sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một cây trúc tím lẻ loi mọc giữa chậu cây. Công tử hải trưởng lão vào phòng bèn khởi động trận pháp phòng ngự, có thể tạm thời che chắn được sự dò xét của người ngoài. Tiếp đó, tay áo bên phải của hắn khẽ động, một luồng xương đen hệt như phân thân của An Chi Ma Quân chui ra, phát ra tiếng cười khèn khẹt quái dị. Đồng thời, cây trúc tím lay động khe khẽ. Nhiệm vụ ám sát ra thập lục thất bại rồi à, cây trúc tím lắc lư, phát ra giọng nói máy móc. Thất bại, tiếc quá, đến cả phù bảo huyết thần đao mà còn không giết được hậu bối tô thị đám tu sĩ hậu bối xuất thân từ danh môn đại gia tộc đúng là không dễ đối phó công tử hải trưởng lão đặt tay lên trường kiếm bên hông cười nhạt nói phiền thật thế này thì không thể dẫn dắt tô thị a thất đi đối phó với tiên nông tông được cây trúc bất mãn nói khẹt khẹt ban đầu chúng ta đã sớm đoán được khả năng này rồi mà luồng khói đen phân thân của an chi ma quân cười quái dị dù sao chỉ cần dẫn tiên nông tông đến tấn công nguyệt đao tông thì chúng ta vẫn có thể đạt được mục đích thôi hừ đương nhiên đối với các ngươi thì đơn giản rồi ta chẳng được gì mà còn phải vất vả một phen đây thôi thì lui một bước tiến ba bước kế hoạch thứ hai đã bắt được hậu bối tô thị về đây chưa không có nó thì chúng ta không thể dẫn dắt tô thị a thất đến được đâu cây trúc tím lại nói công tử hải trưởng lão hạ mắt hỏi bản thể của an chi ma quân tự mình đi bắt hậu bối tô thị ta còn cho một công cụ đáng yêu tạm thời bám trụ Tô Thị A à thất rồi, ma quân, chắc là người phải thành công chứ. Ây, phân thân An Chi ma quân hơi khựng lại, nói thế nào đây nhỉ, vì bị một con chó lớn quấy dày, nên trong tình thế cấp bách, bản ma quân đã bắt nhầm người. Các ngươi cũng biết đấy, trong mắt bản ma quân người với khỉ chẳng khác gì nhau, căn bản không thể phân biệt được. Cây trúc tím trào phúng. Nói cách khác, kế hoạch hai cũng thất bại rồi. Cũng không tính là thất bại, thực ra chỉ cần chúng ta ra tay với hậu bối Tô Thị, thì không cần biết có thành công hay không. Với tính cách của Tô Thị A Thất, chỉ cần bắt được một chút manh mối hắn cũng sẽ đến Nguyệt Đao tông báo thù cho hậu bối. Nếu như Tô Thị A Thất không đến, bản ma quân sẽ tự thân xuất mã kéo hắn đến đây. An Chi Ma Quân cắn răng nói. Đây là người nói chứ không phải bọn ta ép người đâu nhé. Cây trúc tím cười lạnh, đến lúc đó đừng để bị Tô Thị A Thất một đao bổ chết. Hừ, người yên tâm đi, bản ma quân tự có cách của mình. An chi ma quân cười lạnh. Công tử hải trưởng lão ngồi trên ghế, một tay chống cằm, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Như vậy đi, chúng ta sẽ tiếp tục hành động theo kế hoạch 2. Bây giờ phải dẫn tiên nông tông đến đây trước, để bọn chúng thử uy lực của đại trận sau khi được ta, vất vả cải tạo cũng là để cho các đệ tử nguyệt đao cung tăng chút lòng tin. Trung quy bọn chúng cũng phải đối mặt với vị cường giả cường đại như Tô Thị A thất cơ mà cây trúc tím hơi chấn động được ta sẽ nghĩ cách dẫn hết cao thủ của tiên nông tông đến đây đến khi đó phải giết sạch đám nhân vật quan trọng của tiên nông tông còn tông chủ của chúng thì để sống vài ngày cho hắn về an bài hậu sự có thế chúng ta mới nhân cơ hội đoạt được bí mật của tiên nông tông công tử hải trưởng lão gật đầu mau chóng hành động đi phải dẫn tiên nông tông đến lam nguyên cốc trước khi tô thị a thất tới yên tâm đi bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị ngay cây trúc tím đáp lời ăn chi ma quân lại cất tiếng cười quái gở khen khẹt đúng rồi tuy ta không bắt được a thập lục thế nhưng trên đường lại gặp người của tiên nông tông trong đó có một người tên là chính đức hình như có chút lai lịch trong tông môn của chúng ta nghĩ hắn có chút tác dụng nên đã bắt hắn về rồi tiên nông tông chính đức nếu là hắn thì đúng là có tác dụng tạm thời giữ mạng hắn lại để ngừa vạn nhất cây trúc tím đáp được chúng ta cùng hành động đi chúc cho mọi việc đều thuận lợi. Công tử hải trưởng lão đứng dậy nói. Chắc chắn sẽ thuận lợi. An chi ma quân cười gần. Chắc chắn chúng ta có thể thành công. Cây trúc tím run lên, sau đó trở nên yên lặng. Phân thân của An chi ma quân lại trở về trong tay áo của công tử hải trưởng lão. Công tử hải trưởng lão thu lại đại trận phòng ngự quanh phòng, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tới chỗ tông chủ bá thiên quân. Bá thiên quân vẫn dựa vào chiếc ghế tạo nên từ hàn băng, Nhìn thất hoàng diệu quả mà ngẩn người ra đó. Đây chính là bảo vật có thể trị liệu vết thương do thiên kiếp tạo thành trên người hắn, nhưng tiếc một điều là bảo vật này không phải cứ thế nuốt vào là được mà còn phải có phương pháp sử dụng nữa. Thấy công tử Hải Trưởng lão tiến vào, Bá Thiên Quân hai mắt sáng ngời. "Công tử Hải Trưởng lão, kế hoạch hai đã bắt đầu chưa?" Công tử Hải khẽ gật đầu. "Bắt đầu rồi thưa tông chủ, ta vừa liên hệ với nội ứng của chúng ta trong Tiên Nông Tông." hắn đã bắt đầu hành động. Hắn sẽ mang tin tức Tô Thị A Thất và Thất Hoàng Diệu Quả đang ở Nguyệt Đao Tông truyền tới Tiên Nông Tông. Tiếp theo chúng ta phải tìm một nơi để phục kích Tiên Nông Tông, giết sạch những nhân vật quan trọng của chúng. Như vậy nội ứng của chúng ta sẽ có thể kế thừa tất cả của Tiên Nông Tông, có được phối phương của Thất Hoàng Diệu Quả. Đến khi đó vết thương thiên kiếp chi hỏa dần và tông chủ nhiều năm có thể khỏi hẳn rồi. Thế thì tốt, bá thiên quân cảm thán. Hắn ngày đêm bị thiên kiếp chi hỏa tra tấn, bây giờ chỉ cần có một cơ hội mảy may có thể chữa khỏi thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, nếu kế hoạch một thuận lợi thì chúng ta thậm chí không cần phải ra tay, chỉ cần mượn lực của Tô thì A à Thất là có thể đánh tàn cả tiên nông tông, để nội ứng chúng ta cài trong tiên nông tông đoạt được những bí mật của tông môn đó rồi. Bá Thiên Quân lại cảm thán. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, công tử hải trưởng lão mỉm cười. Trưởng lão nói đúng lắm, bá thiên quân ngượng nhấc người lên, nhưng chúng ta tính kế nhiều như vậy, ta không tin ông trời không cho chúng ta thành công lấy một lần. Công tử hải trưởng lão mỉm cười gật đầu. Thành sự tại thiên, ha ha, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta, thành sự cần gì đến ông trời. Bên kia, nơi đệ tử tiên nông tông đang tụ tập. Chính năng sư huynh đến rồi, có đệ tử kinh hỉ kêu lên. Trường 134, tại sao Tô Thị A thất lại ở đây? Người tới chính là kẻ có chiến lực mạnh nhất của Tiên Nông Tông hiện tại, tu sĩ cường đại nhất trong hàng đạo hào chữ chính, chính năng. Hắn là tu sĩ có thiên tư hơn người, thân ở một môn phái nhỏ như Tiên Nông Tông, dựa vào công pháp tu luyện bình thường, thế mà chỉ trong 180 năm đã phá tan tầng tầng khó khăn, thăng lên cảnh giới tứ phẩm. Nếu hắn có thể bước vào những môn phái cường đại hơn thì. Sau khi bay tới khoảng không phía trên các đệ tử Tiên Nông Tông, độn quang dưới chân chính năng sư huynh thu lại, biến thành một thanh một kiếm nhỏ gọn, bị hắn thu vào tay áo. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đáp đất. Chính Năng có dáng người cao thon nhìn chẳng giống tu sĩ mà có chút giống với thư sinh bước ra từ trong bức họa, khiến cho người khác vừa nhìn thấy hắn đã có cảm giác thân thiết được ngay. Chính Năng sư huynh, không ổn rồi, chính Đức sư huynh bị người ta bắt đi, chính Duyệt sư tỷ đuổi theo họ, bây giờ bọn đệ còn chưa liên hệ với được tỷ ấy. Vốn dĩ muốn bắt Tô thị A à thập lục nhưng bây giờ cũng không có tin tức gì. Chúng ta phải làm sao đây? Đệ tử mặt trẻ con chạy hào lên, nhào vào lòng sư huynh chính năng rồi hòa khóc. Chính ly đừng sợ, chẳng phải ta đã đến đây rồi sao? Chính năng sư huynh khẽ thở dài, sau đó nói tiếp, ta vừa nhận được tin tức của tông chủ. Tông chủ đã phát hiện ra tung tích của Tô Thị A thất rồi. Hiện nay có thể xác định hắn vừa tiến vào một sơn cốc rộng lớn. Chỗ đó hình như thuộc thế lực của một môn phái tên là Nguyệt Đao Tông hiện tại tông chủ đang thỉnh pháp khí chấn môn của tiên nông tông, lực lượng mạnh nhất của tông môn chúng ta đã tới sơn cốc đó, lần này nhất định phải bắt Tô Thị A thất giải thích đàng hoàng. Ta nghĩ rất có thể chính nước cũng bị bắt tới sơn cốc này, nói không chừng đến lúc đó có thể cứu cả hắn ra. Tô Thị A thất đến một sơn cốc rộng lớn á, tống thư hàng nghi hoặc. Đệ chỉ không rõ vì sao bọn họ lại muốn bắt chính nước sư huynh. Đệ tử mặt trẻ con rõ ràng có tình cảm rất tốt với chính nước, vừa nước nở vừa hỏi. Mục tiêu chính của Tô Thị A Thất là thất hoàng diệu quả, thế nhưng thất hoàng diệu quả không phải thứ cứ lấy ra ăn là có hiệu quả. Chắc chắn hắn muốn lấy được phương pháp sử dụng thất hoàng diệu quả từ tông môn của chúng ta nên mới bắt chính đức sư đệ đi. Chính năng sư huynh trầm giọng nói. Vỗ nhẹ tiểu sư đệ chính ly trong lòng, chính năng đại sư huynh hạ giọng. Bây giờ những ai có thể đứng lên hành động thì đi theo ta, đến sơn cốc kia hội họp cùng tông chủ. Nguyệt đao tông cũng thế, tô thị A thất cũng vậy, chúng ta đều không e ngại. Phần lớn các đệ tử nhảy dựng lên khỏi mặt đất, kích động bừng bừng. Chỉ có một vị xui xẻo lúc trước bị kiếm khí của An Chi Ma Quân đâm vào bụng, chúng thương rất nặng, chưa hồi phục lại. Sau khi nhảy bật lên, vết thương mới liền lại một chút nước toát ra, máu tươi thấm đỏ cả bụng, nhìn còn thảm hơn cả bà gì tới thăm. Chính ngôn sư huynh nhìn thấy thế thì nhẹ giọng bảo. Chính phong, vết thương của đệ quá nặng, ở lại chờ vết thương khỏi hẳn trước đã, tránh để lại bệnh căn. Chính Ly, để ở lại chăm sóc cho chính Phong đi. Chính Phong bị thương nặng cực kỳ sầu não. Chính Ly bị điểm danh ở lại chăm sóc người bị thương thì bĩu môi một cái, thế nhưng không dám cãi lời chính năng sư huynh, chỉ có thể ủ rũ nghe lời. Chúng ta đi, đại sư huynh vung tay lên, sau đó đi trước dẫn đường. Vì các sư đệ đằng sau không ai biết đạp không cưỡi gió, nên hắn cũng không tiện một mình bay trên không trung. Đồng thời, Đại sư huynh lại nói: "Đi thêm chút nữa lên phía trước sẽ thấy đường cái lớn. Khi ta tới đây đã thuận tay thuê một chiếc xe khách, bây giờ xe khách đang đứng ven đường chờ chúng ta, chúng ta đi xe đi, khi đến gần Lam Nguyên cốc thì xuống để tiết kiệm thể lực." Hình ảnh này chuyển đổi từ phong cách tiên hiệp cổ trang sang phong cách hiện đại một cái rụp. Chính Phong và Chính Ly ở lại. Cùng ở lại còn có Tống thư hàng bị coi như không khí từ đầu đến cuối chính Ly vẫn không hề hòa nhã với Tống Thư Hàng. Hắn như một đứa trẻ cáo kỉnh, bướng bỉnh như lửa, còn không chịu nghe người ta khuyên nhủ. Chính Phong bị thương nặng lại có tính tình ôn hòa hàm hậu đặc trưng của tiên nông tông. Thật ra Tống Thư Hàng vốn định đi cùng với đệ tử tiên nông tông để rời khỏi cái nơi hoang vu này, tìm một con đường về Đại học Giang Nam. Thế nhưng người của tiên nông tông đợt này ra ngoài toàn là tu sĩ trên nhị phẩm, họ phi vèo vèo mấy bước đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi. Cho nên hắn đành bỏ cuộc, tiếp tục tính dưỡng một lát, đợi tích góp đủ thể lực rồi mới hành động tiếp. Dù sao chỉ cần có phương hướng đại khái thì sẽ không sợ lạc đường. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tống Thư Hàng đứng dậy, nhìn về phía hai vị đệ tử tiên nông tông. Nếu bây giờ mình mượn điện thoại của họ để gọi điện báo tin bình an cho Tô Thị A Thập Lục, thì hai vị đệ tử tiên nông tông này có đập chết mình luôn không nhỉ? Ơm, ừ, hẳn là không chết đâu, tối đa là đánh gần chết thôi ha nên là, thôi miễn đi. Hai vị đạo hữu này, hai người cứ tiếp tục dưỡng thương nhé, ta có việc đi trước một bước đây. Tống thư hàng tạm biệt hai đệ tử Tiên Nông Tông, chuẩn bị đi loanh quanh gần đó xem có buồm điện thoại công cộng hay cái gì đó tương tự hay không. Hừ, ai là đạo hữu của ngươi? Chính Ly hừ lạnh. Chính Ly đừng vô lễ, Tống Tiên Sinh cũng chỉ là nạn nhân bị cuốn vào tai họa này thôi, bản thân hắn đâu có ân oán gì với Tiên Nông Tông chúng ta. Chính Phong xoa đầu Chính Ly, sau đó Ôm Quyền nói với Tống Thư Hàng, "Đạo hữu cứ tự nhiên, cuối cùng, xin ngươi đừng nhúng tay vào ân oán giữa Tiên Nông Tông bọn ta với Tô thị A thất nữa." Tống Thư Hàng học theo Ôm Quyền hành lễ, trong lòng u ám thở dài. "Mà thôi, cứ về đại học Giang Nam trước đi, có gì chờ gặp A thất tiền bối rồi nói sau." Đang lúc Tống Thư Hàng đứng lên chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy trên trời vọng xuống một tiếng gọi trong trẻo. "Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng!" Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó hắn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, chân đạp độn quang bay đến. Bên cạnh người đàn ông còn có một thiếu nữ tóc ngắn dung mạo xinh xắn. Ủa, ta à thập lục, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Sao cô ấy lại tìm tới tận đây? Với lại, bên cạnh cô ấy là tiền bối Tô Thị A thất à. Thế nhưng ban nãy, chẳng phải Đại sư Huynh Tiên Nông Tông vừa nói phát hiện ra tung tích của Tô Thị A thất ở Sơn Cốc gì đó hay sao? cả tiên nông tông người ta đều chạy tới đó, sao bây giờ Tô Thị A thất tiền bối lại ở chỗ này? Tô Thị A thất mang theo A thập lục từ trên trời hạ xuống. A thập lục hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Người trốn thoát khỏi quả cầu khói đen kia rồi đó hả? Có thể hôm nay ta khá may mắn, đi đến nửa đường thì gặp các đệ tử tiên nông tông chặn lại An Chi Ma quân kia. Bọn họ còn tưởng người bị bắt trong quả cầu là A thập lục đấy, sau đó ta nhân cơ hội dùng kiếm phù trốn thoát khỏi tay ma quân luôn tống thư hàng nói đoạn bèn chỉ tay về phía hai đệ tử tiên nông tông mà lúc này hai đệ tử tiên nông tông như gặp phải kẻ địch cực mạnh cả hai trừng lớn mắt nhìn chằm chằm tô thị a thất a thập lục nhìn thấy hai vị đệ tử tiên nông tông này thì nhíu mày cánh mũi xinh xắn nhân lại cô cũng không có thiện cảm gì với tiên nông tông cả đừng như vậy có lẽ đệ tử tiên nông tông bị người ta lừa rồi Tống Thư Hàng giải thích qua, sau đó thuật lại một lần tất cả những gì chính môn sư huynh nói với hắn. Tô Thị A thất trầm giọng nói. Nói cách khác, đêm đó có người giả mạo ta đi cướp thất hoàng diệu quả của tiên nông tông, cuối cùng còn sử dụng cả thiên đao táng tinh hải. Nghe đến đó, đệ tử mặt mũi trẻ con nhất thời phẫn nộ quát lên. Giả gì mà giả, rõ ràng chính là ngươi làm, ngươi cướp thất hoàng diệu quả của tông môn ta, vì sao dám làm mà không dám nhận chính phong bên cạnh vội vàng che miệng hắn lại vẻ mặt cảnh giác cao độ ha 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 dám làm không dám nhận a à thất ta từ khi suốt đạo tới nay bất luận làm cái gì đã dám làm thì dám nhận thế nhưng nếu không phải việc ta làm mà dám đổ lên đầu ta thì phải hỏi xem thanh đao trên tay ta đây có đồng ý hay không a à thất cao giọng nói không hiểu tại sao chính ly và chính phong không thể phản bác lại hắn nửa câu mặt khác tặc nhân kia còn sử dụng thiên đao táng tinh hải làm bị thương 18 đệ tử tiên nông tông các ngươi. Ha ha, chớ đùa, thiên đao táng tinh hải là đao pháp mà ngay cả ta cũng chưa nắm được thuần thục, một khi ra chiêu này thì căn bản chẳng thể khống chế uy lực của nó được. Dưới đao pháp như thế, các ngươi tự thấy đệ tử tiên nông tông có đường sống hay sao? Tô Thị A thất hỏi vặn. Chính ly chính phong bị hắn hỏi cho ngậm miệng cạn lời, trước kia họ chưa thấy bản lĩnh của tu sĩ cảnh giới cao nên chẳng có khái niệm gì với thiên đao táng tinh hải. Thế nhưng hôm nay, khi thấy bản lĩnh hạ 15 người ngự kiếm chỉ trong một giây của An Chi Ma Quân, trong lòng họ đã có chút lý giải về tu sĩ cảnh giới cao rồi. Ngay cả An Chi Ma Quân cảnh giới tứ phẩm mà còn có thể một chiêu hạ nhiều người của họ như thế. So ra Tô Thị A thất càng mạnh hơn, nếu hắn sử dụng tuyệt chiêu mà chính hắn cũng không khống chế được, thì làm sao đệ tử tiên nông tông còn sống cho nổi. Lớp cao tầng của tiên nông tông vốn phải nghĩ ra điểm này mới đúng. Chẳng qua trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi. Tống Thư Hàng u ám thở dài, sau đó mới tò mò hỏi. Đúng rồi, A Thập Lục, sao hai người lại tìm được ta? Ha ha, đương nhiên là nhờ lạc ấn cảm ứng pháp của Thông Huyền Đại Sư rồi. Ta đột nhiên nhớ ra trên người ngươi có phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư, trên kiếm còn có lạc ấn tinh thần của Đại Sư, thông qua lạc ấn này là có thể tìm thấy ngươi rồi. Cho nên ta lội lịch sử trò chuyện của ngươi trong nhóm thấy pháp môn tinh thần này, rồi nhờ A Thất dùng tinh thần lực cường đại của hắn thi triển pháp môn, Thế là xác định được vị trí của ngươi ngay. Nói tới đây, A Thập Lục ngượng ngùng, nhưng ta chưa có sự cho phép của ngươi đã lội lịch sử trò chuyện, ngươi sẽ không trách ta đấy chứ? Tống Thư Hàng lắc đầu cười, hắn cảm ơn còn không kịp nữa là. Đúng rồi, A Thất tiền bối, ban nãy đại sư huynh của Tiên Nông Tông chạy tới đây, bảo là tông chủ Tiên Nông Tông nhìn thấy Tô thị A Thất ở trong một sơn cốc. Hắn đem theo rất nhiều đệ tử đuổi theo qua đó hội hợp với tông chủ rồi. Tống Thư Hàng nói, Chính Phong và Chính Ly như nghĩ ra cái gì, cả hai nhìn nhau chân chối, đúng rồi, bây giờ Tô Thị A thất ở ngay đây, chẳng lẽ kẻ ở trong sơn cốc kia thật sự là hàng giả hay sao? Hết lần này đến lần khác giả mạo ta, xem ra là nghiện bắt trước rồi. Ha ha, Tô Thị A thất giận giữ hiểu ra mọi chuyện, chỉ sau một tiếng kêu nhỏ, pháp đao lại hóa thành độn quang. Lên đi, chúng ta đi qua đó, tìm tới chỗ của Nguyệt Đao Tông ta muốn xem xem Nguyệt Đao Tông rốt cuộc đang diễn trò siếc khỉ gì. Khi nói chuyện, Tô Thị A Thất đưa tay khẽ nhấc, Tống Thư Hàng và A Thập Lục bị một luồng lực vô hình sốc lên, vững vàng đứng trên độn quang. Ngựa kiếm phi hành đó. Lần này là ngựa kiếm phi hành thật luôn này. chương 135, Lam Nguyên Cốc đẫm máu. Nhiều năm về sau, trong nhóm Cửu Châu số 1 có vị hậu bối hỏi Tống Thư Hàng rằng, cảm nhận về lần đầu ngựa kiếm phi hành của hắn như thế nào. Tống Thư Hàng chỉ đáp lại hai chữ, nhũng chân. Cứ thế mà, vèo, một cái, Tô Thị A thất độn quang, kéo theo hắn và A thập lục bay lên trời, tốc độ bay ấy nhanh đến nỗi không ngôn từ nào tả nổi. Chỉ trong nháy mắt, họ đã vụt lên trời cao. Trong khi ngự kiếm phi hành, Tống Thư Hàng cảm thấy chung quanh trống rỗng, chỉ có một luồng độn quang dưới chân tỏa ra ánh sáng mỏng manh, không hề có chút cảm giác an toàn nào. Thực ra, chung quanh có một thứ sức mạnh vô hình, chắn mọi luồng gió lớn khi ngự kiếm phi hành. Đây là tấm chắn mà A thất tiền bối cố tình dựng lên cho Tống thư hàng và A thập lục. Nếu không thì, một tu sĩ có thực lực cao cường, đâu thèm để tâm chút gió nhẹ đó chứ. Điều ấy có thể thấy được từ kiểu đầu dựng ngược của dược sư tiền bối sau khi ngự kiếm phi hành. Tuy nhiên, tấm chắn kia vô hình vô dạng, nhìn không thấy, sờ không được. Nó không thể đem lại cảm giác an toàn cho Tống thư hàng, nếu như nó biến ảo thành lan can, thì Tống Thư Hàng sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó, nhìn xuống phía dưới thì thấy nào nhà, nào núi, nào quốc lộ, nào sông, đều bé tin hin như hộp diêm. Cao, rất cao, cao vô cùng. Tống Thư Hàng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân nhũn ra. Hắn vươn tay về trước theo bản năng để túm chặt lấy tô thị A thập lục. Nếu không bám vào thứ gì, chắc hắn sẽ quỷ luôn quá. Lần đầu ngựa kiếm phi hành hả? Đôi mắt đen huyền của Tô Thị A thập lục nhìn chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cảm thấy nói ra thì cũng không ổn. Mọi người đều có chứng sợ độ cao, chẳng qua là sợ nhiều hay sợ ít. Một vài người không nhận ra điều ấy bởi họ chưa bay đến tầm cao đủ để sợ, hoặc là do chứng sợ độ cao của họ quá ít nên có thể dễ dàng dùng ý chí để vượt qua. Thế từ từ vượt qua, nếu không thể thì sau này không ngửa kiếm phi hành được đâu. Tô Thị A thập lục an ủi. Giấc mộng cao xanh của Nam Nhi, để có thể vươn đến đều phải trải qua một quá trình đầy đau thương vừa nước mắt. Vù vù vù, tốc độ ngựa kiếm phi hành nhanh đến đáng sợ. Dựa theo lời miêu tả của vị đệ tử Nguyệt Đao Tông bị đánh gãy chân, triệu bất luật kia thì chẳng mấy chốc, Tô thị A Thất đã lần tới được tông môn Nguyệt Đao Tông. Nguyệt Đao Tông khổng lồ nấu mình giữa núi cao, rừng thẳm, còn có trận pháp che giấu, nên mới không bị phàm nhân phát hiện. Đương nhiên Thứ trận pháp này không thoát được khỏi tầm nhìn của Tô thị A Thất. Hắn điều khiển cho độn quang đáp xuống trước cửa của Nguyệt Đao Tông, ánh mắt nhìn xuyên qua hộ tông đại trận. A Thập Lục nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống đấy. Tống thư hàng nhẹ nhàng nhảy lên, rồi quỳ xuống đấy. Chân hắn đúng là nhũn hết cả rồi. Tô thị A Thất lại gần cạnh trận pháp che giấu của Nguyệt Đao Tông, quát khẽ một tiếng. "Mở." Hắn thậm chí còn chưa lấy đao ra. Linh lực trong thiên địa nương theo tiếng quát vừa nãy của hắn, hóa thành một thanh đao khai thiên lập địa, chém mạnh vào hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận của Nguyệt Đao Tông yếu ớt như thủy tinh, chẳng mấy chốc mà đã bị chém nát. A, à, Tống thư Hàng và A à thập lục đưa mắt nhìn nhau mới thấy bên trong Nguyệt Đao Tông trống rỗng, không có bóng dáng của bất cứ kẻ nào. Do không có người điều khiển, nên đại trận che giấu tông môn mới yếu ớt như vậy. Đến một bóng người cũng không có chẳng nhẽ tên triệu bất luật kia lừa chúng ta, hàng mày thanh tú của A thập lục trao lại, đi về thịt hắn. Tống Thư Hàng hỏi, triệu bất luật là ai? Chính là cái tên đã cướp kiện hàng chuyển phát nhanh, sau khi người bị bắt, ta và A thất đi tới trụ sở của Thu Phong Express, tìm cái tên triệu bất luân kia, rồi moi được vị trí của Nguyệt Đao Tông từ miệng hắn. A thập lục đáp, Tống Thư Hàng gật đầu. Bấy giờ, A thất liền lên tiếng. Không phải tin tức giả, mà là mọi thành viên của Nguyệt Đao Tông đều chuyển đi rồi, hơn nữa. Mới vừa đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đi vào trong Nguyệt Đao Tông, đi học theo một cầu thang thẳng tắp rồi cứ thế đi lên. Lúc này, Tống Thư Hàng và A Thập Lục mới thấy, phía trên đoạn cầu thang thẳng tắp đó có một bóng người vận bộ y phục màu trắng. Thắt lưng dắt theo trường kiếm, khí chất như ngọc, lại mờ ảo như tiên nhân bước ra từ cổ họa. Quả nhiên là ngươi, công tử hải hai tay của tô thị a thất bắt chéo sau lưng hắn đưa mắt nhìn về phía bóng người trong bộ đồ trắng kia công tử hải là người tô thị a thất gặp khi tham gia một cuộc thám hiểm của tiên di tích dù lúc ấy hắn chỉ có tu vi ở bậc tứ phẩm nhưng kiếm thuật đã vô cùng tinh diệu kẻ này từng tỉ thí với người cuồng chiến đấu như a thất một lần dù thua nhưng được a thất coi trọng mấy ngày trước công tử hải nghe tin tô thị a thất đang tìm dược vật giúp chữa khỏi vết thương từ thiên kiếp liên đề cử thất hoàng diệu quả của tiên nông tông cũng cùng hắn tới tiên nông tông luôn. nếu kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện là công tử hải thì mọi thứ đều có thể được giải thích. trong cuộc thám hiểm nọ, mình từng bầu bạn với hắn suốt gần một năm, trong lúc thám hiểm, hắn cũng từng thấy mình sử dụng thiên đao táng tinh hải một lần. dựa vào những điều ấy, công tử hải dịch dung thành tô thì a thất là có thể lừa các đệ tử của tiên nông tông. dù công tử hải không thể học được chiêu thiên đao táng tinh hải nhưng tạo dáng như sử dụng thiên đao táng tinh hải thì lại có thể. Do đó, hắn dễ dàng lừa được chúng đệ tử của tiên nông tông. Người đến rồi sao, A à Thất Huynh, người thanh niên trong bộ bạch y xoay người lại, tướng mạo anh Tuấn, nụ cười ấm lòng người. Tô thì A à Thất tiến lại gần công tử Hải. Người bắt đầu dựng âm mưu hãm hại ta từ bao giờ? Đâu có đâu, thực ra ban đầu, ta không định hãm hại ngươi. Chẳng qua là cái tình cảnh của ngươi, trùng hợp thế nào lại hợp với cái kế hoạch trong đầu ta thôi công tử hải mỉm cười đáp lại không có tô thị a thất thì hắn có thể tìm vương thị a bát triệu thị a cửu ấy chẳng phải là vấn đề chỉ cần hội tụ đủ những điều kiện như thực lực rất mạnh có người thân đang chịu vết thương từ thiên kiếp là được ha 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 đúng là phù hợp với cái tính cách và kiếm pháp của ngươi tô thị a thất cười lớn sau đó liền trầm giọng nói vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc hãm hại ta sao đương nhiên chứ, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta mà. Công tử Hải giơ ngón cái với Tô Thị A Thất, không cần lo cho ta đâu, A Thất Huynh, người muốn làm gì thì cứ làm đi. Tu sĩ thì phải tự tại, tiêu giao chứ, phải sống cho tiêu sái, phải làm chuyện mình muốn làm, uống thứ rượu mình muốn uống, chơi con đàn bà mình muốn chơi. Đây chẳng phải là điều A Thất Huynh đã dạy ta sao? Ha 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 ha, người nói đúng lắm, A Thất đột nhiên rút đao rồi chém về phía công tử Hải. Ánh đao chói lòa, rực rỡ như mặt trời mọc, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Đao vụt qua, công tử Hải bị chém thành hai nửa, đổ ầm xuống đất. Thế là chết rồi sao? Tống thư hàng cảm thấy, vị công tử này lên sàn hoành tráng thế mà lại chết dễ vậy à? Chưa chết, đi, chúng ta lôi bản thể của kẻ này ra để tế đao. Tô thị A thất không thèm quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía ngoài của Nguyệt Đao Tông. Đằng sau thi thể vốn bị chém thành đôi của công tử Hải bông nhiên hóa thành một con người giấy bị cắt thành hai nửa, bay đi theo gió. Không phải phân thân, mà chỉ là một loại pháp thuật cùng kiểu với, hình chiếu 3D thôi. Người giấy kia chính là vật dẫn, ngay từ đầu, bản thể của công tử Hải đã không ở đây. A à thập lục buồn bực nói. Rốt cuộc công tử Hải định làm gì chứ? Khơi dậy mẫu thuẫn, khiến ta và tiên nông tông có oán hận, sau đó mượn tay ta để diệt trừ tiên nông tông đây chắc chắn là một trong những mục đích của hắn, nhưng dựa theo những gì ta biết về hắn, thì đây hẳn chỉ là mặt nổi của âm mưu mà thôi. Là cái bẫy cho người khác nhìn vào, dù ta có diệt tiên nông tông không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Điều hắn thực sự muốn, ta không đoán được, Tô Thị A thất cảm thấy khó chịu. Hắn thích ân oán rõ ràng, một đao chém sạch ân oán, không thích mấy kẻ hay dùng âm mưu quỷ kế thế này. Quá nhiều đau thương. Vậy nên, cái âm mưu gì gì đó không nghĩ ra thì thôi, hắn chẳng thèm đoán nữa. Bắt được công tử Hải, rồi dùng một nhát đao để đưa hắn đi Tây Thiên là đáp án tốt nhất. Nếu lòng còn giận dữ, thì băm vằm hắn thành chín, 10 miếng là đủ hả giận. Giờ chúng ta đi đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Đi tìm người kia, Tô Thị A thất nghiến răng nghiến lợi đáp. Công tử Hải để lại pháp thuật hình chiếu, hắn có thể nương theo pháp thuật này để lần ra hắn. Nhưng, cứ nghĩ đến chuyện rất có thể đây là dấu vết công tử hải cố tình để lại, hắn tiếp tục thấy ê răng. Bên ngoài Lam Nguyên Cốc, tiếng chém giết sung trời, tiếng chân khí nổ tung cũng vang lên không ngừng. Nơi này đã thấm đẫm máu tươi. Các thành viên tinh nhuệ của tiên nông tông đều đã ra trận, họ điên cuồng tấn công vào Nguyệt Đao Tông ở Lam Nguyên Cốc. Đám tu sĩ vốn chẳng thiện chiến của tiên nông tông, nay lại lộ ra sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Đệ tử của Nguyệt Đao Tông đã chết rất nhiều, nhưng số thương vong của Tiên Nông Tông còn ghê gớm nữa. Không ổn, trong lòng tông chủ của Tiên Nông Tông cảm thấy có điều bất thường. Bọn họ có quyết tâm liều chết với Tô Thị A Thất, có quyết tâm rằng phải dùng mọi giá để khiến Tô Thị A Thất phải trả giá. Nhưng hiện tại, đến bóng dáng của Tô Thị A Thất cũng chẳng thấy đâu, mà lại bị Nguyệt Đao Tông ở Lam Nguyên Cốc cuốn lấy, sau đó liền bỗng nhiên lao vào đánh nhau sống chết. Sau khi chiến đấu được một lúc, các thành viên của Tiên Nông Tông như phát Rồ, không biết rút lui, chỉ biết lao lên nạp mạng. Tông chủ của tiên nông tông mơ hồ cảm nhận được, ở Lam Nguyên Cốc có một trận pháp bí mật nào, khiến tu sĩ trở nên điên cuồng và thèm chém giết, không thể điều khiển cảm xúc của mình. Chết càng nhiều, máu chảy càng nhiều, trận pháp ấy càng mạnh. Nhưng khi tôn chủ nhận thấy điểm bất thường thì mọi chuyện đã muộn. Đến chính hắn cũng chẳng thể điều khiển cơ thể mình, hai mắt đỏ quát, lý trí mở đi từng chút một đệ tử tinh anh của tiên nông tông lần lượt ngã xuống, không biết sống chết thế nào. Chẳng mấy chốc, nơi này chỉ còn tông chủ của tiên nông tông và năm, sáu tên đệ tử có cảnh giới tinh thần lực cao nên không chịu ảnh hưởng quá lớn của trận pháp. Thôi xong rồi, xong thật rồi, tông chủ của tiên nông tông thở dài, mấy trăm năm truyền thừa của tiên nông tông, xem chừng đã hủy dưới tay hắn. Mọi chuyện đầu quá đỗi quái lạ. Sư phụ, mau cứu tôn chủ, bất giờ, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía xa xa. Mở mắt ra thì thấy, đại đệ tử của mình, chính năng, đang dẫn theo một đội đệ tử của tiên nông tông lao tới. Là chính năng sao? Ánh mắt của tông chủ tiên nông tông ánh lên vẻ mừng rỡ. Phập, đúng lúc này, bá thiên quân của Nguyệt Đao Tông bỗng nhiên xuất hiện ở bên tông chủ của tiên nông tông, dùng một nhát đao để phá vỡ phòng ngự của hắn, đâm phập vào hắn. Ha ha, bá thiên quân nhe răng cười, hơi thở mang theo vị mục xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 135.